sinh Golden Nut từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp Sức khỏe của bạn được phát sóng lúc 15 giờ trên truyền hình Quốc hội Việt Nam và trên kênh phát thanh liên kết 365 FM do truyền hình Quốc hội Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sản xuất phát sóng trên tần số 97,5 MHz tại các tỉnh Đông Nam Bộ, tần số 92,7 MHz tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên mạng xã hội giao thông quốc gia 91.com.vn, trên trang web của truyền hình Quốc hội tại địa chỉ quốc hội tv.vn, trên fanpage của truyền hình Quốc hội Việt Nam, fanpage của 365 FM. Chương trình hôm nay có chủ đề men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc, lựa chọn tin cậy giúp khắc phục hiệu quả viêm đại tràng rối loạn tiêu hóa. Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu, hệ vi khuẩn probiotic đóng vai trò rất quan trọng ở đường tiêu hóa, đặc biệt là hệ tiêu hóa của trẻ. Ở đại tràng có khoảng 400-500 loại vi khuẩn khác nhau. Chúng ngoài việc tham gia vào khâu cuối cùng của quá trình tiêu hóa, còn đảm nhiệm chức năng bảo vệ đại tràng. Nếu hệ vi khuẩn sinh lý bị mất cân bằng, chưa hoàn chỉnh hoặc hoạt động không bình thường, sẽ dẫn tới suy giảm chức năng tiêu hóa, thức ăn không được tiêu hóa hoàn toàn, tạo cơ hội cho một số loại vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm phát triển. Nếu sự mất cân bằng này kéo dài mà không xử trí điều chỉnh kịp thời sẽ gây bệnh viêm đại tràng mãn tính, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, dẫn đến suy dinh dưỡng, giảm miễn dịch, nhất là ở trẻ nhỏ. Do vậy, bổ sung men vi sinh là điều cần thiết. Tuy nhiên, bổ sung như thế nào cho đúng, đủ thì trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời đến chuyên gia là Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, nguyên giám đốc Trung tâm Khám Tư vấn Dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Trước hết thì xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham dự chương trình. Vâng, xin chào MC Tiến Cường, xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn. Vâng, và ngay bây giờ thì quý vị hãy gọi tới số điện thoại hotline của chương trình 365 FM 0826-365-365, 0827-365-365. Xin được nhắc lại hai số điện thoại là 0826-365-365, 0827-365-365 để được vị khách mời của chương trình tư vấn về men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc, lựa chọn tin cậy giúp khắc phục hiệu quả viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi phía dưới các link chương trình trực tiếp đang phát trên mạng xã hội 91.com.vn và fanpage của truyền hình Quốc hội 365 FM. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Golden Lab men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc do dược phẩm Vinh Gia phân phối. Golden Lab men vi sinh duy nhất được phân lập từ kim chi Hàn Quốc có chứa hai thành phần là vi khuẩn có lợi probiotics và chất xơ hòa tan prebiotics được bào chế theo công nghệ Lab2Pro là công nghệ bào chế hiện đại nhất thế giới hiện nay. Với ba sự khác biệt này thì men vi sinh Golden Lab cho hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần các men vi sinh khác. Golden Lab giúp cải thiện hiệu quả táo bón, tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa kéo dài, viêm đại tràng mãn tính, giúp ổn định đường tiêu hóa cho bệnh nhân viêm loét dạ dày hoặc sau bữa ăn nhiều đạm hoặc ăn phải thực phẩm không an toàn. Đồng thời cho tác dụng tăng cường hấp thu dưỡng chất, đặc biệt là tăng hiệu quả của canxi, giúp ăn ngon miệng. Men vi sinh Golden Lab rất an toàn, dùng được cho người lớn và trẻ nhỏ. Nhà tài trợ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho quý khách hàng xem và nghe chương trình 100 suất ưu đãi đặc biệt. Mua 2 hộp Golden Lab 60 gói giá 600.000 đồng một hộp sẽ được tặng ngay một hộp Golden Lab 60 gói. Trong khi chương trình bình thường đang áp dụng mua 2 hộp Golden Lab 60 gói chỉ được tặng một hộp Golden Lab 20 gói mà thôi. Số lượng có hạn, quý vị hãy nhanh tay gọi tới số điện thoại hotline là 1900-1259. 0869-509-509 để đặt hàng, nhận khuyến mại và tư vấn về bệnh lý sản phẩm. Xin nhắc lại hai số điện thoại hotline là 1900-1259, 0896-509-509. Vâng, thưa bác sĩ, trước tiên thì xin bác sĩ hãy giải thích rõ hơn cho khán thính giả hiểu rõ men vi sinh là gì và men vi sinh có vai trò gì đối với hệ tiêu hóa ở trẻ em cũng như người lớn. Vâng. Trước hết thì chúng ta biết là cái danh từ men vi sinh là một trong những danh từ mà cũng rất là quen thuộc với tất cả các quý vị khán giả của chúng ta vừa rồi. Thế nhưng mà tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa về cái định nghĩa thế nào gọi là men vi sinh để cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn, chúng ta có thể phân biệt được, chúng ta cứ nhầm giữa men vi sinh với cả men tiêu hóa. Vâng. Thế chính vì vậy cho nên là về cái tác dụng cũng như là cái sử dụng nó hoàn toàn khác nhau. Thế thì men vi sinh là gì? Thì men vi sinh ở đây tức là một cái loại, nói lại là một cái loại vi khuẩn có lợi
là vi khuẩn có lợi, mà nó được, nếu mà được đưa vào trong cơ thể với một cái số lượng thích hợp thì nó sẽ mang lại những lợi ích rất là tốt cho cái người sử dụng, hay là còn gọi là ký chủ. Và từ năm 2001 thì Tổ chức Y tế Thế giới đã định nghĩa men vi sinh, tức là các cái probiotic, và probiotic thì tức là những vi khuẩn có lợi mà khi đưa vào trong cơ thể với một số lượng thích hợp thì lại sẽ mang lại lợi ích cho ký chủ. Thế thì ở đây chúng ta biết rằng là tất cả, hầu như tất cả cái men, các cái vi khuẩn có lợi này thì hầu hết là sống ở ruột của con người, và chủ yếu là tập trung, chủ yếu là ở đại tràng. Thế chính vì vậy cho nên là cái chức năng quan trọng nhất của men vi sinh đó chính là nó làm cái chức năng là cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột. Chúng ta đều biết là trong cơ thể của chúng ta thì luôn luôn tồn tại hai dòng vi khuẩn. Một dòng vi khuẩn có lợi thì chúng ta còn gọi là các cái probiotic. Thế còn cái vi khuẩn có hại nữa thì nó luôn luôn song hành với nhau. Nhưng mà nếu như ở một người mà có cái hệ vi khuẩn trí bình thường ấy, thì vi khuẩn có lợi bao giờ cũng chiếm cái số lượng rất là cao, tức là chiếm tới 85%. Trong khi vi khuẩn có hại chỉ có 15% thôi. Nhưng mà vì một lý do nào đó, do chế độ ăn uống, hay là do cái vấn đề căng thẳng về thần kinh, hay là do rất nhiều những cái yếu tố tác động khác vào, thì ví dụ sự stress căng thẳng thế nó cũng làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột, hay là nhất là chế độ ăn uống, một chế độ ăn quá nhiều chất đạm, ăn quá nhiều chất béo, hay là khi mà chúng ta ăn phải những cái thức ăn nhiễm khuẩn ôi thiêu vào thì nó sẽ làm mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Cho nên là sẽ dẫn đến cái tình trạng rối loạn tiêu hóa, rối loạn hấp thu, biểu hiện bằng có thể là đầy bụng, đầy hơi, chướng hơi, rồi nặng hơn có thể là hội chứng ruột kích thích, rồi viêm đại tràng mãn tính các thứ vân vân, chúng ta rất là hay gặp. Thế cho nên là cái vai trò quan trọng nhất của cái men vi sinh, tức là nó giúp cân bằng lại hệ vi sinh đường ruột, giúp cho cái hoạt động của đường ruột của chúng ta hoàn toàn bình thường. Đấy. Cái thứ hai nữa là nó có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể nữa. Bởi vì chúng ta đều biết là 70 đến 80% các tế bào miễn dịch trong cơ thể của chúng ta là nằm ở trên đường tiêu hóa. Thế chính vì vậy cho nên bất kỳ một cái tình trạng rối loạn tiêu hóa nào thì cũng đều ảnh hưởng đến cái hệ thống miễn dịch của chúng ta. Thế cho nên là chúng ta thấy là tất cả, dù trẻ em, nhất là trẻ em chúng ta thấy rõ nhất, trẻ em hay người lớn, hay là đặc biệt đối với người cao tuổi, khi mà có cái hệ tiêu hóa không tốt thì bao giờ chúng ta cũng thường không khỏe mạnh, bởi vì là cái hệ miễn dịch cũng suy yếu. Mà hệ miễn dịch suy yếu thì không những chúng ta mắc các cái bệnh ở đường tiêu hóa, mà nhất là trẻ em còn có thể mắc các cái bệnh ở trên đường hô hấp nữa. Thế cho nên là cái vai trò thứ hai của nó là nó có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Và hiện nay thì người ta còn thấy nó có rất nhiều vai trò khác nữa, ví dụ như là ngoài tăng cường sức đề kháng, thức miễn dịch ra thì nó còn có tác dụng chống dị ứng nữa. Và đặc biệt ấy, là nó có thể tiêu diệt những cái vi khuẩn có hại khi xâm nhập vào trong đường tiêu hóa của chúng ta. Và theo cái cơ chế cạnh tranh, tức là khi mà chúng ta, cơ thể của chúng ta, hay là chúng ta bổ sung đầy đủ men vi sinh vào trong cơ thể, thì những men vi sinh này nó sẽ xoán, nó chiếm hết, bám hết trên các cái vi nhung mao ruột của chúng ta, không có cơ hội để cho các cái vi khuẩn có hại vào để có thể phát triển, để có thể là có thể gây bệnh cho chúng ta nữa. Thế cho nên phải nói là cái men vi sinh là đóng một vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với hệ tiêu hóa của cơ thể của chúng ta. Vâng, như vậy là bác sĩ cũng đã cho quý vị khán thính giả biết được những cái vai trò quan trọng của men vi sinh đối với hệ tiêu hóa ở trẻ em cũng như người lớn. Vậy thì thưa bác sĩ, tại sao cái men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc lại là sự lựa chọn tin cậy cho cái tình trạng viêm đại tràng hay là rối loạn tiêu hóa? Vâng, có thể nói rằng là hiện nay ấy, thì men vi sinh có rất là nhiều. Rất nhiều các công ty, hay là rất nhiều các cái sản phẩm của các cái công ty sản xuất khác nhau, và nó, nếu mà nói bây giờ trên thị trường thì nó phải đến có vài trăm loại khác nhau. Thế nhưng mà tại sao men vi sinh được sản xuất, được làm từ kim chi Hàn Quốc nó lại có hiệu quả đối với cái vấn đề đường tiêu hóa, đặc biệt là điều trị những cái tình trạng rối loạn tiêu hóa, rồi tình trạng viêm dạ dày, hay là những cái tình trạng mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột ở cả trẻ em cũng như người lớn. Thì trước tiên chúng ta phải, như tôi vừa mới định nghĩa, thì men vi sinh ở đây tức là những cái vi khuẩn sống. Tức là khi chúng ta bổ sung men vi sinh, tức là chúng ta bổ sung những con vi khuẩn vẫn còn sống vào trong cơ thể. Thế thì chính vì vậy cho nên là cái cơ chế, cái việc sản xuất, cái công nghệ sản xuất, thế rồi là cái nguồn gốc vi khuẩn đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Thế thì men vi sinh mà được chiết xuất từ kim chi Hàn Quốc ấy, được làm từ cái chủng vi khuẩn người ta lấy từ kim chi Hàn Quốc ấy, thì thứ nhất ấy, là nó có một cái đặc điểm là nó chứa hai cái loại chủng vi khuẩn có lợi, đó là lactobacillus và cái bifidobacteria, là hai vi khuẩn mà chiếm đến 90% các loại vi khuẩn ở trong hệ tiêu hóa của chúng ta. Đấy, nó có nguồn gốc. Thế cái thứ hai nữa là cái men vi sinh này thì nó không những chứa một mình probiotic, tức là không phải chứa một mình các cái vi khuẩn có lợi, mà nó còn chứa thêm cả chất xơ hòa tan, tức là prebiotic nữa. Đấy, thế thì chúng ta biết là chất xơ hòa tan đi kèm vào thì nó lại là cái thức ăn để nuôi các cái lợi khuẩn này. Thế cho nên khi chúng ta mà bổ sung đồng thời
chúng ta bổ sung cái loại men vi sinh này mà nó có cả đồng thời hai cả probiotic và prebiotic thì nó sẽ phát huy tác dụng lên rất là nhiều. Đấy là cái đầu tiên là cái men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc nó có một cái đặc điểm nổi bật như thế. Cái thứ hai như tôi đã nói rồi thì cái công nghệ sản xuất rất là quan trọng, bởi vì chúng ta biết là khi chúng ta đưa vi khuẩn sống vào trong cơ thể thì nó phải sống sót được qua cái hàng rào dịch vị của axit dạ dày cũng như là axit mật của cơ thể chúng ta tiết ra. Tại sao cái hệ thống bảo vệ của chúng ta rất là quan trọng, nhất là dịch vị axit của dạ dày. Chính vì thế cho nên hàng ngày chúng ta ăn uống chúng ta nhiễm hàng bao nhiêu vi khuẩn vào nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng bị bệnh, bởi vì cái dịch vị axit của dạ dày nó đã giết chết hết cả những cái vi khuẩn đó rồi. Thế chính vì vậy cho nên khi mà cái công nghệ sản xuất cái men vi sinh mà chúng ta đưa vào trong cơ thể, nó phải có một cái công nghệ nó bảo vệ được cái con vi khuẩn đó sống sót được hoàn toàn qua dịch vị axit của dạ dày cũng như là qua cái dịch mật của cơ thể của chúng ta. Thế thì men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc này thì được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, đó là công nghệ Lab High Pro ở thuộc một nhà máy Biceltic tại Hàn Quốc, và duy nhất là cái men vi sinh hiện nay được sản xuất theo công nghệ mới nhất. Thế thì công nghệ Lab High Pro là công nghệ như thế nào? Công nghệ Lab High Pro tức là cái con vi khuẩn này nó được bao bọc bởi hai màng. Màng thứ nhất là cái màng polysaccharide ấy, thì nó có tác dụng bảo vệ con vi khuẩn này chống được những cái thay đổi của áp suất của nhiệt độ, những cái lưu di chuyển ở bên ngoài nhiệt độ cao thì hoàn toàn là nó có thể. Cái quan trọng thứ hai là cái màng thứ hai là cái màng peptide, tức là cái màng tóm lại là cái protein nó bao bọc đấy, nó bao bọc quanh cái con vi khuẩn này. Thì chúng ta được biết là đặc tính của protein ấy, khi qua dịch vị của axit dạ dày thì nó sẽ co lại. Thế cho nên là nó không bị phá hủy, cho nên cái con vi nó hoàn toàn bảo vệ cái vi khuẩn này, hoàn toàn sống sót được dịch axit dạ dày và dịch mật xuống được cơ thể. Thế chính nhờ một cái công nghệ sản xuất tiên tiến nhất hiện nay như thế cho nên là khi chúng ta sử dụng thì nó hoàn toàn là nó đảm bảo gần như là các vi khuẩn hầu như là hoàn toàn sống sót được xuống được dạ dày, từ dạ dày qua ruột non rồi xuống đến ruột già để phát huy tác dụng. Đấy, chứ nó không giống như những cái loại mà men vi sinh hiện nay mà nếu mà chúng ta mà sản xuất không có cái công nghệ đặc biệt này thì khi chúng ta uống vào thì phần lớn nó đã bị tiêu diệt bởi dịch vị axit của dạ dày rồi, cho nên là khi cái số lượng mà khi chúng ta uống xuống trong cơ thể xuống đến ruột già nó không còn là đáng là bao nhiêu nữa, mà cái số lượng nó không đầy đủ thì nó không phát huy tác dụng. Đấy là cái ưu điểm thứ hai mà cái men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc này nó có một cái ưu điểm đặc biệt như thế. Và một cái ưu điểm thứ ba nữa là chúng ta đều biết là cái gì và được làm từ chiết xuất từ thiên nhiên đấy, từ những thực phẩm hài thì bao giờ cũng an toàn hơn và có thể dùng được cho trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh, người già hoặc là dùng lâu dài không có tác dụng phụ gì. Thì đây là vì là chúng ta lại nói là từ kim chi Hàn Quốc mà, thì chúng ta biết là kim chi là một cái món ăn truyền thống của người Hàn Quốc, cũng giống như người Việt Nam của chúng ta thường xuyên ăn dưa muối đấy. Đấy thì nó rất là an toàn, nó là một cái thức ăn chúng ta ăn hàng ngày, thế cho nên là cực kỳ là an toàn. Đấy là cái điều thứ ba mà cái ưu điểm nổi bật của cái men vi sinh kim chi Hàn Quốc này nó gọi là có. Và cái điều thứ tư nữa là đây là một cái loại men mà hoàn toàn đã được cấp giấy phép của cơ quan chức năng đấy, được lưu hành rất là nhiều năm nay rồi và có rất là uy tín, được phân phối bởi một công ty dược phẩm Vinh Gia, là một công ty mà có rất là có nhiều uy tín trên thị trường dược hiện nay. Đấy. Thế và một cái điều thứ năm nữa là cái loại này, cái men vi sinh này thì rất là thơm ngon, dễ uống đấy, nói chung là rất là dễ sử dụng, cả trẻ em, cả người già hoặc là tất cả ai cũng đều có thể uống được, với cái vị mùi vị rất là dễ chịu. Đấy, với những cái đặc tính như vậy cho nên là đấy là cái lý do mà vì sao mà men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc được rất nhiều người ưa thích dùng, và thứ hai là cái hiệu quả tác dụng của nó rất cao hơn hẳn so với các loại khác cùng loại trên thị trường hiện nay. Vâng, quý vị và các bạn cũng vừa lắng nghe bác sĩ Lê Thị Hải đã tư vấn cho quý vị và các bạn vì sao mà cái men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc lại là cái sự lựa chọn tin cậy cho cái tình trạng viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa với 5 cái lý do rất là chính xác vừa rồi. Và chúng tôi đã bắt đầu tiếp nhận các cái câu hỏi của quý vị và các bạn qua hai số tổng đài của chương trình là 0826 365 365, 0827 365 365. Cũng như quý vị cũng có thể để lại câu hỏi ở phần bình luận phía dưới livestream của chương trình đang được phát trên mạng xã hội 91.com.vn, trên fanpage của Truyền hình Quốc hội Việt Nam, fanpage của 365. Vâng, thưa bác sĩ, rất nhiều trường hợp đã sử dụng men vi sinh nhưng mà không hiệu quả, hoặc là sau khi dừng thì không dùng nữa thì bệnh lại có thể tái phát. Bác sĩ có lưu ý gì đối với cái người bệnh bị rối loạn tiêu hóa thường xuyên hoặc là viêm đại tràng sử dụng sản phẩm men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc để có một cái hiệu quả nhất?
cái tình trạng ví dụ như là những cái rất là nhiều người mà bị rối loạn tiêu hóa, ví dụ như hội chứng ruột kích thích này, viêm đại tràng mãn này, hay là trẻ em cái tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài đi ngoài phân sống là táo bón lâu ngày các thứ vân vân ấy, mà cũng có một số trường hợp khi mà chúng ta dùng không có hiệu quả thì đầu tiên như tôi đã nói rồi, có thể là các bạn lựa chọn cái men vi sinh nó chưa được đáp ứng được những cái tiêu chí như tôi vừa nói vừa rồi. Vâng. Đấy, ví dụ như do về cái công nghệ sản xuất này chẳng hạn đấy, nếu như mà không có cái công nghệ sản xuất đặc biệt thì khi mà chúng ta uống vào thì gần như là nó cái vi khuẩn thì nó không và nó không được bảo vệ qua dịch vị axit dạ dày, nó không tiêu diệt, nó không hiệu quả. Cái thứ hai nữa là thông thường ấy thì nhiều khi là chúng ta như tôi đã nói rồi thì rất là nhiều người chúng ta giữa hay nhầm lẫn giữa men vi sinh và men tiêu hóa. Men tiêu hóa là khác, men tiêu hóa tức là những cái enzyme tiêu hóa trong cơ thể, trong các cái tuyến tiêu hóa của chúng ta tiết ra để tiêu hóa thức ăn. Tôi lấy ví dụ như là men amylase của tuyến nước bọt tiết ra để chúng ta tiêu hóa tinh bột, hay là men pepsin của dạ dày tiết ra để tiêu hóa chất đạm, hay là men protease của tuyến tụy tiết ra để chúng ta tiêu hóa chất đạm, lipase cũng của tuyến tụy tiết ra để tiêu hóa chất béo, ví dụ như thế. Vâng. Thì đấy mới gọi là men enzyme. Và cái men đấy thì người ta chỉ sử dụng khi mà những người có những cái bệnh lý về tuyến tụy, bệnh lý về dạ dày, hay là những cái trẻ suy dưỡng kéo dài mà nó làm teo các cái tuyến tiêu hóa, nó không tiết được men ấy, thì chúng tôi mới phải dùng cái đấy, và cái đấy thì không được dùng kéo dài. Thế còn thế nhưng mà nhiều khi thì chúng ta rất nhiều của chúng ta lại cứ hay nhầm lẫn, cứ gọi men vi sinh cũng nghĩ là nó là men tiêu hóa. Thế cho nên là nhiều khi chúng ta sử dụng là chúng ta lại cứ sợ là nó có tác dụng phụ, mà tức là nếu như cái men tiêu hóa mà chúng ta sử dụng kéo dài ấy, thì nó sẽ làm ức chế các cái tuyến tiêu hóa của chúng ta tiết men và làm cho chúng ta phải phụ thuộc suốt đời vào men, thế cho nên là không được sử dụng kéo dài. Và cái men tiêu hóa thì chỉ sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ thôi đấy, và dùng tối đa không quá 2 tuần. Thế còn sau đó nếu có dùng lại thì cũng phải nghỉ một thời gian dùng, chúng ta không được dùng kéo dài. Thế nhưng mà cũng vì cái lý do đấy, nhưng mà do chúng ta không hiểu rõ được phân biệt được giữa men vi sinh và men tiêu hóa, thế cho nên chúng ta lại nhiều người dùng men vi sinh lại cứ nghĩ nó cũng giống như là cái men tiêu hóa kia, cho nên uống có khi chỉ 1-2 ngày hay 1-2 tuần cái lại sợ để không dùng lại nữa. Thế chúng ta dừng lại một cái rồi thì khi chúng ta bổ sung chưa đủ số lượng chẳng hạn thì nhiều khi nó cũng chưa phát huy tác dụng. Với cả thứ hai là khi chúng ta bổ sung vào trong cơ thể thì chúng ta phải bổ sung thường xuyên, bởi vì men vi sinh vào trong cơ thể rồi nó cũng dần dần nó cũng cũng có thể là nó sẽ mất đi cho rất là nhiều cái nguyên nhân, ví dụ như là chẳng may rất là trẻ em mà phải dùng kháng sinh chẳng hạn thì nó vào nó cũng tiêu diệt luôn cả vi khuẩn có lợi vi khuẩn có hại luôn, thế là nó cũng mất đi, cho nên chúng ta phải bổ sung thường xuyên. Cho nên cái lý do thứ hai mà nhiều người uống có hiệu quả là chúng ta có khi chúng ta chỉ dùng thấy đỡ đỡ cái chúng ta đã thôi rồi, chúng ta không dùng thêm, dùng kéo dài thêm, thế cho nên là cái phát huy tác dụng của nó cũng không được tốt lắm. Thế nhưng mà tôi nghĩ là cái quan trọng nhất là chúng ta phải lựa chọn đúng cái loại men vi sinh mà nó có một cái công dụng rất là tốt, thứ hai là nó được sản xuất theo những công nghệ đặc biệt đấy, rồi là nó có những cái nguồn gốc rất là xuất xứ rất là rõ là rất là từ thiên nhiên, như vậy thì chúng ta dùng lâu dài và không có tác dụng phụ gì. Thế cho nên là cái lưu ý của tôi khi đối với các bạn, hay là một cái rất là đơn giản nữa là khi chúng ta dùng men vi sinh thì tôi đã nói rồi, men vi sinh là chúng ta bổ sung vi khuẩn sống, cho nên nếu mà các bạn lại hòa nước, hòa với cả nước nóng trên 60 độ chẳng hạn thì nó cũng chết luôn đấy, ví dụ như thế. Thế cho nên cái cách dùng không đúng thì chúng ta dùng cái này là chúng ta phải dùng nước lạnh, nước nguội thôi, hoặc là hơi ấm thôi đấy, chứ ngay cả trộn vào cháo hay là trộn vào sữa cho các bé ăn, cho các bé uống chẳng hạn, nhất là các cháu nhỏ thì cũng phải để ấm, chứ nếu mà chúng ta cho nóng thì chúng ta lại giết chết hết những con vi khuẩn. Thế cho nên cái cách sử dụng mà không đúng thì cũng không mang lại hiệu quả. Và cái quan trọng nữa là cái thời gian chúng ta sử dụng chưa đủ đấy, và chúng ta lại phải thường xuyên nhắc lại thì nó mới có tác dụng hiệu quả. Thì đấy là tôi cũng lưu ý là nếu như chúng ta muốn dùng với hiệu quả thì đầu tiên chúng ta phải lựa chọn đúng cái loại men vi sinh mà nó có cái tác dụng tốt đấy, đã được thực tế chứng minh rất là rõ ràng như thế. Cái thứ hai nữa là cái cách sử dụng là chúng ta phải sử dụng đúng đủ liều, sử dụng thường xuyên, và khi dùng là tuyệt đối không được pha nước nóng hoặc là pha vào sáo hoặc sữa nóng dùng đấy. Và cái thời gian dùng thì cũng phải tối thiểu từ 2-3 tuần trở lên thì mới có hiệu quả, chứ chúng ta chỉ dùng 1-2 ngày không thì không có hiệu quả. Và cái quan trọng nhất là chúng ta thường xuyên, thỉnh thoảng chúng ta lại có thể nhắc lại, thì lúc nào chúng ta cũng đảm bảo bổ sung cho cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột thì nó mới ngăn ngừa được những cái tình trạng rối loạn tiêu hóa, hay là viêm đại tràng, hay là tình trạng rối loạn tiêu hóa ở trẻ em. Vâng, như vậy là như bác sĩ đã chia sẻ ngay từ đầu chương trình thì chúng ta có thể thấy rằng là Golden Lab men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc do dược phẩm Vinh Gia phân phối là một loại men vi sinh duy nhất được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, có chứa hai cái thành phần là vi khuẩn có lợi là probiotics và chất xơ hòa tan là prebiotics, được bào chế theo công nghệ Lab 2 Pro là công nghệ bào chế hiện đại nhất thế giới hiện nay. Và bác sĩ cũng đã tư vấn cho quý vị và các bạn về cái liều dùng. Thời gian đầu có thể dùng từ 4 gói một ngày, sau khi bệnh cải thiện thì giảm xuống là còn khoảng 2 gói một ngày. Nhưng mà lưu ý là không pha với nước nóng
và sữa nóng. Khi mà dùng thì thời gian tối thiểu là từ 30 tới khoảng 60 ngày để đạt được cái hiệu quả tối đa và có thể dùng thường xuyên sau đó để duy trì và nhắc lại. Qua số hotline của chương trình là 0826 365 365, 0827 365 365, chúng tôi có nhận được câu hỏi của một vị thính giả tên là Đào, năm nay 49 tuổi. Câu hỏi như sau: tôi đã bị rối loạn tiêu hóa nhiều năm, ăn không ngon, cứ ăn đồ lạ là tiêu chảy khiến người gầy yếu. Dạo gần đây còn hay đau mỏi chân tay. Xét nghiệm máu thì thiếu canxi trong máu. Xin hỏi bác sĩ là thiếu canxi trong máu thì có liên quan gì tới bệnh tiêu hóa hay không? Và liệu có dùng được men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc được hay không? Xin mời bác sĩ. Vâng, trước hết tôi xin trả lời câu hỏi của khán giả đã gửi tới chương trình. Thì thứ nhất ấy là cái tình trạng tiêu hóa thì đương nhiên là không những ảnh hưởng đến vấn đề hấp thu canxi mà nó còn ảnh hưởng đến hấp thu rất nhiều các cái vấn đề, các cái chất vi dưỡng, các cái vi chất dinh dưỡng khác trong cơ thể của chúng ta nữa. Vâng. Đấy, chúng ta đều biết là cái hệ tiêu hóa thì đóng một vai trò hết sức quan trọng. Khi chúng ta ăn thức ăn vào, nếu như mà không được tiêu hóa hấp thu tốt thì chắc chắn là cơ thể của chúng ta sẽ thiếu rất là nhiều chất chứ không phải thiếu một mình canxi. Đấy, nhưng mà đặc biệt ý, thì cái tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài nó ảnh hưởng đến không những hấp thu chất đạm, chất đường, chất béo mà tất cả các cái vitamin khoáng chất đều có thể bị thiếu chứ không phải một mình canxi. Cho nên là cái việc mà cái tình trạng mà chị bị rối loạn tiêu hóa kéo dài như vậy thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến hấp thu canxi rồi, ảnh hưởng rất nhiều ấy, và không những một mình canxi đâu mà có thể còn nhiều các cái vi chất dinh dưỡng khác cũng có thể bị ảnh hưởng từ sắt, kẽm, rồi đặc biệt là có thể những cái chất dinh dưỡng mà chúng ta rất cần hàng ngày như là chất đạm, chất béo, vật các thứ vân vân, chúng ta cũng đều bị thiếu cả. Thế thì cho nên là chính vì vậy cho nên là cái việc mà chúng ta điều trị cho chúng ta cái hệ tiêu hóa của chúng ta khỏe mạnh, tức là chúng ta hoàn toàn bình thường, thì có đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Bởi vì vì vậy có cái hệ tiêu hóa bình thường, chúng ta hấp thu tốt thức ăn, hấp thu tốt được tất cả các chất dinh dưỡng vào cơ thể thì cơ thể của chúng ta mới có đầy đủ năng lượng, đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để cho chúng ta hoạt động. Đấy, còn đối với trẻ người lớn thì hoạt động, còn đối với trẻ em thì là còn lớn lên nữa, còn phát triển nữa, thế cho nên là rất là quan trọng. Thế cho nên là tôi nghĩ là tình trạng của chị thì chị hoàn toàn có thể dùng được men vi sinh Golden Lab. Bởi vì đấy, với những cái đặc tính như tôi đã phân tích ở trên ấy, thì trong cái này nó có một cái điều đặc biệt nữa là cái chất xơ hòa tan ấy, tức là cái prebiotic ở trong cái men vi sinh này ấy, thì nó lại không những là thức ăn để nuôi lợi khuẩn mà nó lại còn là có tác dụng tăng cường hấp thu canxi nữa. Đấy, thế cho nên là cái việc mà chị bị thiếu canxi này, rồi thứ hai nữa là chị lại thường xuyên rối loạn tiêu hóa, thì chị dùng cái này nó vừa có tác dụng chữa được cái tình trạng rối loạn tiêu hóa của chị, và đầu thứ hai là nó có tác dụng tăng cường hấp thu canxi của chị. Đương nhiên để có một cái hiệu quả tốt hơn, tức là để vừa giúp cho chị hết cái tình trạng rối loạn tiêu hóa nhưng mà đồng thời là giúp cho việc hấp thu canxi tốt hơn, thì ngoài việc dùng men vi sinh này ra thì chị có thể dùng thêm cái sản phẩm mà có chứa vitamin D3, canxi nano, MK7, ví dụ như là dưỡng cốt, vinh da chẳng hạn, thì chị uống thường xuyên vào nữa thì cái đấy nó sẽ cung cấp cho chị thêm canxi, vitamin D2, vitamin K2 và vitamin D3, cho nên giúp cho cái vấn đề hấp thu canxi của chị sẽ tốt hơn. Bởi chúng ta biết là đối với người cao tuổi thì cái tình trạng loãng xương là cái tình trạng mà rất là hay gặp, đặc biệt là đối với phụ nữ, mà bệnh loãng xương là cái bệnh mà nó tiến triển rất là âm thầm, nhiều khi chúng ta không để ý nhưng mà đến lúc đùng một cái là chúng ta có thể bị gãy xương. Chúng ta có thể ví dụ như là đối với người cao tuổi chẳng hạn, ví dụ chỉ cần ngã đập mông xuống một cái là vỡ xương chậu hay là gãy xương đùi thì rất là nguy hiểm. Thế chính vì vậy cho nên là cái việc mà chúng ta thiếu canxi thì không những ảnh hưởng đến, mà canxi nó không những là vấn đề bệnh loãng xương đâu, mà canxi nó còn tham gia rất nhiều các cái quá trình chuyển cái quá trình cái chức năng khác ở trong cơ thể nữa. Thế chính vì vậy cho nên là cái vấn đề mà chúng ta có một hệ tiêu hóa tốt, chúng ta bổ sung đầy đủ những dưỡng chất cần thiết thì sẽ giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe tốt hơn, trong đó có sức khỏe của hệ xương khớp. Vâng, như vậy là bác sĩ cũng đã vừa hướng dẫn thính giả Đào rất là kỹ rồi. Cái việc mà có thể sử dụng được men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc được hay không thì hoàn toàn được, và thậm chí là còn tốt cho sức khỏe của chị. Và hy vọng rằng là chị sẽ sớm sử dụng cái sản phẩm này để mà có thể đem lại cái sức khỏe tốt hơn, có một cái cuộc sống tốt hơn trong thời gian tới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cùng với tổng đài của chương trình là 0826 365 365, 0827 365 365 để kết nối cùng với một vị thính giả ở Hà Nội. Vâng, chương trình xin được chào chú Hải ạ. Vâng. Chú nghe rõ tín hiệu của chương trình chưa ạ? Tôi nghe rõ rồi. Vâng, bây giờ thì chú đang được trò chuyện trực tiếp cùng với thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải. Xin mời chú hãy đặt câu hỏi của mình. Vâng. Xin chào bác sĩ.
Vâng ạ, chào anh. Tôi là Hải, Hà Nội. Vâng. 60 tuổi. Vâng. Thì tôi có bệnh cao huyết áp. Dạ. Nhưng mà khoảng một tháng gần đây thì tôi hay bị cái chứng bệnh là nó tự dưng nó cứ sôi bụng. Mặc dù ăn uống thì vẫn bình thường. Vâng. Có thể đêm cũng sôi mà ngày cũng sôi nhưng mà không bị đau bụng đi ngoài gì cả. Tôi muốn hỏi rằng đó là cái triệu chứng gì và cách chữa ra sao? Vâng. Vâng. Thứ nhất ý là cái tình trạng mà sôi bụng ý, thì nó cũng có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà nếu như anh không bị rối loạn tiêu hóa, tức không bị đi ngoài, chỉ có sôi bụng không thôi ạ. Thì vâng, có thể là do đấy cái động tác mà khi chúng ta nghe sôi bụng ấy thì là do cái nhu động ruột của chúng ta nó hoạt động quá mức ấy. Đấy, thì cho nên nó nhiều khi là nó chúng ta nhiều khi chúng ta có cảm giác như là bụng của chúng ta có những cái cuộn cuộn lên và nó có cảm giác như là sôi ngục ấy. Thì đấy cũng là một cái rối loạn chức năng của ruột. Tuy là anh chưa có biểu hiện ra bên ngoài bằng cái đi ngoài tiêu chảy hay là đi ngoài táo bón, thế nhưng mà cái tình trạng đấy cũng là tình trạng rối loạn cái chức năng hoạt động của ruột. Thế cho nên là mà một trong những cái nguyên nhân ấy thì cũng có thể là do mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Thế cho nên là tôi nghĩ là anh hoàn toàn có thể là, thứ nhất là tôi xin lỗi, tôi hỏi là anh có hay uống rượu bia không ạ? Tôi mấy năm nay không uống rượu bia. Thôi, chắc là cao huyết áp thì không dám uống rượu bia đúng không? Và vừa rồi thì vì sôi bụng ấy, tôi hiệu thuốc thì rất cô ấy tư vấn cho mua cái thuốc Biolac. Vâng. Tôi uống được một tuần nhưng mà không thua. Vâng, thì cái Biolac thì thực ra nó cũng là một cái dạng men vi sinh đấy anh ạ. Nhá. À. Cũng là men vi sinh đấy, nhưng mà đấy, nhưng mà như là tôi, nếu mà anh theo dõi chương trình từ đầu đến giờ rồi đấy, tôi cũng đã phân tích rồi, men vi sinh bây giờ thì có rất là nhiều loại, nhưng mà không phải là loại nào cũng giống loại nào. Thế thì đấy, thì tôi cũng nói rồi, cái sôi bụng của anh nó cũng là rối loạn cái chức năng của ruột, tức là cái co bóp, cái nhu động của ruột nó bị rối loạn, cho nên nó gây đến cái tình trạng sôi bụng như vậy. Thế thì bây giờ anh có thể dùng men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc, bởi vì là đây là cái loại mà như tôi đã phân tích rồi, nó có rất nhiều những cái ưu điểm và cái tác dụng của nó sẽ tốt hơn, và anh cứ thử dùng một thời gian xem, thì tôi nghĩ là hiệu quả sẽ chắc chắn sẽ tốt hơn đấy ạ, thì nó sẽ cải thiện được cái tình trạng sôi bụng của anh và còn giúp cho anh hấp thu tiêu hóa thức ăn tốt hơn nữa ạ. Vâng. Nhưng mà cái nguyên nhân là cái gì thì vẫn chưa rõ. Nguyên nhân thì là nói chung ấy là đối với bắt đầu người cao tuổi của chúng ta thì chúng ta biết là cái hệ vi sinh đường ruột thì bắt đầu ấy là đến người bắt đầu chúng ta càng người càng cao tuổi thì cái hệ vi sinh nó càng mất đi, cho nên là nó cũng dẫn đến cái tình trạng rối loạn cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Ngoài ra nữa thì trong chế độ ăn hàng ngày, ví dụ như là có một cái nguyên nhân gì đó nó cũng làm cho cái rối loạn đó. Thế rồi là ví dụ như là những cái stress căng thẳng lo nghĩ nó cũng liên quan, bởi vì cái hệ vi sinh đường ruột thì nó lại liên quan đến cái thần kinh, ngay cả thần kinh trung ương của chúng ta nó có liên quan đến qua những cái hệ thống thần kinh nội tiết nữa, nó cũng làm mất, ví dụ như lo lắng này hay là stress này, hay căng thẳng nó cũng làm mất cân bằng cái hệ vi sinh ruột. Đấy, nó có rất nhiều nguyên nhân như thế, cho nên là cái việc bây giờ để tìm nguyên nhân thì nó có rất nhiều nguyên nhân như thế, nhưng mà cái việc mà chúng ta bổ sung vào nó làm cân bằng lại cái hệ vi sinh đường ruột thì nó sẽ cải thiện được tất cả những tình trạng rối loạn tiêu hóa, rối loạn như rối loạn tiêu hóa của anh thì ta gọi là rối loạn tiêu hóa chức năng đấy, thì nó sẽ cải thiện được cái tình trạng đó. Vâng, như vậy là trong trường hợp này thì chú Hải hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm Golden Lab men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc do thực phẩm Vinh Gia. Do dược phẩm Vinh Gia phân phối. Men vi sinh này thì có chứa hai cái thành phần là vi khuẩn có lợi là probiotics và chất xơ hòa tan prebiotics, được bào chế theo công nghệ Lab High Pro, là công nghệ bào chế tiên tiến hiện đại nhất thế giới hiện nay. Với những cái sự khác biệt này thì men vi sinh Golden Lab cho hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần các cái men vi sinh khác, và khi mà sử dụng thì chắc chắn sẽ đem đến được những cái kết quả tốt hơn cho sức khỏe của chú, như là giảm cái triệu chứng bị sôi bụng, và hy vọng rằng là chú có thể sớm tìm đến mua và sử dụng cái sản phẩm Golden Lab này. Và chú có thể tìm hiểu thêm về cái sản phẩm này qua số hotline là 1900 1259 hoặc là 0896 509 509. Xin nhắc lại với chú hai số hotline là 1900 1259, 0896 509 509. Quý vị và các bạn nếu có câu hỏi nào liên quan tới chủ đề của chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay thì hãy gọi tới số hotline của chương trình là 0826 365 365, 0827 365 365.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sếp bị sao vậy ạ? Tôi bị đau trĩ, mấy bữa nay cứ ngồi là đau buốt chịu không có nổi. Anh tài xế tụi em bị sốt đấy mà. Sếp uống anti-vương đi ạ. Giờ nặng rồi, uống còn được không? Sếp yên tâm, kiên trì từ 1 đến 2 tháng là ổn ngay. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe anti-vương bào chế từ các dược liệu thiên nhiên. Anti-vương dùng cho người bệnh trĩ, bị chảy máu, sa búa trĩ, viêm nứt hậu môn, hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch, làm dịu nhanh cơn đau rát khó chịu của bệnh trĩ, hỗ trợ giảm nguy cơ táo bón, dùng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Nay đã có thêm anti-vương gel, anti-vương xua tan nỗi lo bệnh trĩ táo bón, hiệu quả đã được chứng minh. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình tư vấn sức khỏe có chủ đề là men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc, lựa chọn tin cậy giúp khắc phục hiệu quả viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay là thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, nguyên giám đốc trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Vâng, thưa bác sĩ, lúc này thì qua số hotline của chương trình là 0826-365-365, 0827-365-365, chúng tôi nhận được một câu hỏi như sau. Bé trai tôi năm nay hơn 1 tuổi, thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa, lúc thì tiêu chảy, lúc thì lại táo bón, đặc biệt là từ khi ăn dặm. Mặc dù nhà tôi thì thường xuyên đổi các món khác nhau cho bé nhưng mà vẫn rất hay gặp tình trạng này. Không biết bé nhà tôi có dùng được men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc hay không? Và dùng cho bé trong bao lâu thì mới có hiệu quả? Xin bác sĩ tư vấn thêm giúp tôi nên cho bé ăn đồ ăn như thế nào để không còn bị rối loạn tiêu hóa nữa. Vâng, xin mời bác sĩ. Vâng. Trước hết thì chúng ta phải biết là cái hệ tiêu hóa của trẻ em, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, và con của bạn mới có hơn 1 tuổi cho nên là cháu vẫn cái hệ tiêu hóa của cháu nó cũng vẫn chưa hoàn thiện lắm. Phải thông thường ấy thì ngay cả cái hệ miễn dịch của em bé của chúng ta thì cũng phải thường trên 3-4 tuổi thì cái hệ miễn dịch nó mới bắt đầu hoàn thiện. Thế chính vì vậy cho nên là cái tình trạng mà rối loạn tiêu hóa là thường xuyên rất hay gặp ở trẻ em cũng như là người cao tuổi. Thế chúng ta đều biết là cái hệ tiêu hóa của trẻ em nó còn non yếu như vậy rồi cái nó rất dễ bị tác động bởi những cái yếu tố ở bên ngoài, đặc biệt là thức ăn. Thế cho nên là tất cả những cái yếu tố đấy, hay là ví dụ như chẳng may con của bạn mẹ thường xuyên hay bị viêm đường hô hấp trên chẳng hạn, mà hay phải dùng kháng sinh chẳng hạn, đấy thì kháng sinh cũng là một trong những nguyên nhân mà nó làm mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Bởi vì khi chúng ta dùng kháng sinh ví dụ như để điều trị cái viêm phổi hay là điều trị viêm mũi họng, viêm tai giữa cho trẻ em chẳng hạn, thì kháng sinh nó không những diệt những cái con vi khuẩn ở trên đường hô hấp mà nó còn diệt luôn cả những vi khuẩn có lợi ở trong đường ruột. Chính vì vậy cho nên là tại sao mà những em bé mà thường xuyên ốm hay bị dùng kháng sinh thì thường xuyên là kèm theo rối loạn tiêu hóa. Thế thì cái tình trạng của con bạn là cái tình trạng lúc thì phân táo, lúc thì phân lỏng, lúc thì đi ngoài phân sống, thì phần nhiều đó là do nguyên nhân là mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Thế chính vì vậy cho nên cái việc mà bạn bổ sung men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc là hoàn toàn hợp lý. Bởi vì men vi sinh này thì không những mà giúp cho con bạn nó làm cân bằng lại cái hệ vi khuẩn trí đường ruột cho cháu, cải thiện cái tình trạng rối loạn tiêu hóa của cháu hiện nay, mà nó còn có tác dụng giúp cho cháu tăng cường hấp thu thêm các cái dưỡng chất, đặc biệt là hấp thu canxi. Chúng ta biết là trẻ em cũng rất là cần canxi. Đấy, nếu thiếu canxi thì các cháu có thể còi cọc chậm lớn rồi bị còi xương các thứ vân vân. Thế chính vì vậy cho nên là bạn hoàn toàn có thể dùng được. Và đặc biệt ở đây thì trong cái men vi sinh này nó có chứa cả chất xơ hòa tan nữa, cho nên nó lại có tác dụng tăng cường hấp thu canxi rất là tốt. Thế còn về cái chế độ ăn uống thì đối với trẻ trên 1 tuổi thì thứ nhất thì đầu tiên chúng ta phải nói là để giữ cho trẻ có một cái hệ tiêu hóa tốt ấy, thì các bà mẹ phải lưu ý đầu tiên là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đóng vai trò hàng đầu. Khi mà chúng ta cho trẻ ăn cái thực phẩm nó không được an toàn, nó bị ôi thiêu, bị nhiễm các cái vi khuẩn gây bệnh rồi thì chắc chắn là em bé của chúng ta sẽ thường xuyên sẽ bị rối loạn tiêu hóa. Mà đã bị rối loạn tiêu hóa như vậy thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cháu. Cho nên đầu tiên là thực phẩm phải an toàn. Cái thứ hai nữa là đối với cháu ở lứa tuổi này thì có thể ăn được các cái thực phẩm, có thể ăn các cái món như là cháo, mì, súp, rồi cơm các thứ cũng ăn được rồi, nhưng vẫn phải nên chế biến làm sao mà cho mềm, dễ nhai, dễ nuốt. Và cái thứ ba nữa là cái số lượng cho cháu ăn nó cũng phải đúng theo lứa tuổi thôi. Ví dụ như không phải là cứ cho ăn càng nhiều càng tốt, ví dụ như chỉ cần cho ăn quá nhiều chất đạm, đấy, quá nhiều chất béo thì nó cũng dẫn đến mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Đấy, thế chính vì vậy cho nên là một cái chế độ ăn dinh dưỡng cân bằng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Và hàng ngày bạn có thể thường xuyên bổ sung thêm sữa chua cho cháu, bởi vì trong sữa chua cũng chứa rất nhiều các cái vi khuẩn có lợi. Đấy thì nó cũng làm cân bằng lại cái hệ vi sinh đường ruột và giúp cải thiện cái tình trạng rối loạn tiêu hóa của cháu. Vâng, như vậy là trong trường hợp này thì có lẽ là bạn cũng đã nắm rõ những cái gì mà bác sĩ đã tư vấn rồi. Em bé của bạn thì hoàn toàn có thể sử dụng được sản phẩm men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc và có thể là bổ sung thêm những cái vi chất như mà bác sĩ đã vừa hướng dẫn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cùng với tổng đài của chương trình là 0826-365-365, 0827-365-365 để kết nối cùng với một vị thính giả đã gọi tới cho chương trình. Vâng, chương trình xin được chào cô Hằng ạ. Cháu ơi, bây giờ còn cháu nhà cô nó mới có 9 tháng tuổi thôi. Nhưng mà nó cứ bị táo bón.
bây giờ cô uống được cái men vi sinh này không? Dạ vâng, thưa bác sĩ. Dạ vâng, xin mời bác sĩ. Vâng, tôi xin chào chị Hằng. Thứ nhất ý là chín men vi sinh này phải nói trước tiên ý, nói rằng là cái loại men vi sinh mà nó rất là an toàn, hoàn toàn có thể dùng được ngay cả trẻ sơ sinh. Thế cho nên trường hợp cháu của chị 9 tháng thì hoàn toàn có thể dùng được cái loại men vi sinh này. Thế nhưng mà tôi cũng xin lưu ý thêm nữa là men vi sinh này thì đặc biệt để chữa cái tình trạng táo bón thì lại rất là hiệu quả. Bởi vì là trong cái thành phần của men vi sinh này nó có chứa hai thành phần, cả lợi khuẩn tức là probiotic và thứ hai là chất xơ hòa tan. Mà chúng ta biết là chất xơ hòa tan thì để đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với chữa, đặc biệt là chữa cái tình trạng táo bón rất là hiệu quả. Khi mà bổ sung chất xơ vào thì nó sẽ làm tăng cường hấp thu nước vào trong lòng ruột. Thế chính vì vậy cho nên nó đã làm cho cái phân nó mềm hơn và cho nên là chữa tình trạng táo bón cực kỳ là hiệu quả. Thứ hai là cái chất xơ hòa tan prebiotic này thì nó lại có tác dụng làm tăng cường hoạt động của nhu động ruột nữa, làm cho cái nhu động ruột của cháu nó kiểu như là nó co bóp nhiều hơn, nó tống phân được ra ngoài nhiều hơn, nó không lưu cữu lại được, bởi vì là cái táo bón là cái tình trạng mà các cháu nó mấy ngày nó mới đi ngoài một lần đấy, hoặc là nó đi ngày nào nó cũng đi nhưng mà phân nó khô với cứng đấy. Thế thì cái này nó có tác dụng tăng cường hấp thu nước vào trong đường ruột này. Thứ hai là cái chất xơ này nó lại có tác dụng làm tăng nhu động ruột nữa. Thế cho nên là hoàn toàn chữa thiểu tình trạng táo bón thì lại cực kỳ là hiệu quả. Vâng. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi cũng xin lưu ý thêm một chị một điều nữa là cái táo bón ở trẻ nhỏ thì mình chủ yếu là nguyên nhân là chủ yếu là do chế độ ăn. Đấy, do chế độ ăn. Thế cho nên là cháu 9 tháng tuổi thôi nhưng phải thường xuyên cho cháu ăn trái cây này, uống đủ nước này. Đấy, thế rồi là ăn thêm những cái trái cây ví dụ như chuối này, đu đủ này. Đấy, thế rồi là ăn thêm vào khi nấu cháo hoặc là nấu bột cho cháu thì cho thêm các loại rau như là rau mùng tơi, rau khoai lang, rau dền. Đấy, hoặc là có thể nghiền bột khoai lang ra nấu cháo hoặc nấu bột cho cháu nữa. Thì mình kết hợp cả cái chế độ ăn và cái thứ nữa là trong cái chế độ ăn hàng ngày, ăn bổ sung ăn dặm cho cháu á, thì phải cho cháu ăn cái lượng đạm vừa phải thôi. Ví dụ như ăn quá nhiều chất đạm chẳng hạn thì cũng có thể gây táo bón. Và chị hoàn toàn có thể sử dụng men vi sinh kim chi này để điều trị táo bón cho cháu rất là hiệu quả. Với cái liều dùng là 2 gói một ngày và chị có thể dùng cho cháu khoảng 2-3 tuần. Tôi nghĩ là chỉ cần 1 tuần thôi thì cái tình trạng táo bón của cháu sẽ được cải thiện rất tốt. Thưa bác sĩ là 2 gói một ngày ạ? Vâng, dùng 2 gói một ngày, thậm chí có thể nếu mà táo quá thì có thể dùng đến 3 gói một ngày cũng được ạ. Vâng. Và chị cứ dùng cho cháu khoảng tối thiểu là khoảng 3 tuần. Thế rồi kết hợp với cái chế độ ăn như tôi hướng dẫn vừa rồi, cho cháu uống đủ nước, uống nhiều nước này. Thế rồi là nấu cháo, nấu bột thì nghiền thêm bột khoai lang và cho ăn các loại hoa quả như là chuối, rồi đu đủ thứ vào nữa thì chắc chắn là sẽ cải thiện được tình trạng táo bón của cháu đấy ạ. Vâng. Và hỏi thêm một chị. Vâng, hỏi thêm chị một câu nữa, cháu bú mẹ hay là ăn sữa ngoài ạ? Cháu không bú mẹ, ăn sữa ngoài. Thế thì chị phải lưu ý đến cả cái sữa công thức chọn cho cháu nữa nhá. Chọn sữa công thức cho cháu, phải chọn cái loại mà cái sữa đó cái hợp là hàm lượng chất đạm ở trong đó vừa phải và nó cũng có chứa cả chất xơ và hòa tan và nó có chứa cả probiotic là chứa cả vi khuẩn có lợi nữa thì cũng sẽ cải thiện được cái tình trạng táo bón của cháu. Bởi vì là cái táo bón ở trẻ nhỏ này nó phụ thuộc rất nhiều, nhất là cái trẻ còn đang bú thì phụ thuộc nhất vào cái thức ăn đưa vào, ngay cả cái loại sữa đưa vào cũng táo, cho nên có thể đổi loại sữa, thử đổi loại sữa khác cho cháu cũng có thể cải thiện được cái tình trạng táo bón của cháu. Và tôi nghĩ là chị hoàn toàn có thể dùng được men vi sinh này cải thiện rất tốt cái tình trạng táo bón của các cháu. Vâng. Em cảm ơn bác sĩ nhé. Vâng, chào chị. Vâng, như vậy là trong trường hợp này thì cháu của cô Hằng thì quan trọng nhất là có 3 yếu tố, đấy là giảm đạm, tăng rau, đủ nước và hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm Golden Lab. Và trong ngày hôm nay thì nhà tài trợ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia thì dành cho quý khách hàng đang xem và nghe chương trình 100 suất ưu đãi đặc biệt, mua 2 hộp Golden Lab 60 gói giá 600.000 đồng một hộp sẽ được tặng ngay một hộp Golden Lab 60 gói. Và trong chương trình bình thường thì đang áp dụng thì là mua 2 hộp Golden Lab 60 gói thì chỉ được tặng một hộp Golden Lab 20 gói thôi. Có nghĩa là trong chương trình này thì cái chương trình khuyến mại đã được tăng lên gấp 3 lần đấy ạ. Số lượng thì có hạn cho nên là quý vị hay là cô Hằng có thể nhanh tay gọi ngay tới số điện thoại hotline là 1900 1259 hoặc là 0896 509 509 để đặt hàng, nhận khuyến mại và tư vấn về bệnh lý. Sản phẩm này thì có thể xin thêm những cái thông tin cũng tại số hotline này, đó là 1900 1259 hoặc là 0896 509 509. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này đây thì chúng tôi đang đến với những cái câu hỏi tiếp theo mà quý vị và các bạn đã gửi tới số tổng đài của chương trình 0826 365 365, 0827 365 365, cũng như những cái bình luận để lại ở phía dưới livestream của chương trình trên mạng xã hội 91.com.vn, fanpage của Truyền hình Quốc hội Việt Nam, fanpage của 365 FM. Câu hỏi tiếp theo như sau:
Xin chào bác sĩ, rối loạn tiêu hóa là bệnh rất thường gặp cả người lớn và trẻ nhỏ. Tuy nhiên là hệ tiêu hóa của trẻ thì do kém hoàn thiện nên thường khó điều trị và để lại hậu quả nặng nề nếu mà không điều trị kịp thời. Vậy thì với trẻ thì có dùng được men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc hay không? Và khi dùng cho trẻ thì phải lưu ý những cái điều gì? Xin mời bác sĩ. Vâng. Thứ nhất thì nếu như là bạn theo dõi chương trình từ đầu đến giờ thì tôi cũng đã nói rất là rõ về cái men vi sinh Hàn Quốc, men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc này rồi. Nó rất là an toàn bởi vì là nó có nguồn gốc là xuất xứ chiết xuất từ kim chi, là một cái món ăn cổ truyền, là một cái món ăn rất là phổ biến của người dân Hàn Quốc. Thế chính vậy nó có nguồn gốc từ thiên nhiên và an toàn như vậy cho nên là hoàn toàn có thể dùng được ngay cho trẻ sơ sinh. Đấy, ngay cả trẻ sơ sinh cũng có thể dùng được rồi, cho nên là hoàn toàn trẻ nhỏ có dùng được, người già hoàn toàn dùng được và có thể dùng được lâu dài bởi vì nó có nguồn gốc từ thiên nhiên rất là an toàn. Thế chính vì vậy cho nên là cái tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài hay là cái tình trạng mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột ở trẻ nhỏ do rất là nhiều nguyên nhân, từ những cái nguyên nhân thông thường hay gặp nhất là do các cháu phải dùng kháng sinh khi mắc các cái bệnh viêm nhiễm đường hô hấp trên, hay là những cái tình trạng một cái chế độ ăn nó mất cân bằng, hay là chẳng may bị nhiễm khuẩn từ cái thức ăn chúng ta đưa vào, thức ăn ăn dặm hàng ngày, mà cái hệ tiêu hóa của các cháu nó vẫn rất là còn non yếu như vậy, nó rất dễ mất cái cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột như vậy, cho nên là hoàn toàn là chúng ta có thể dùng được cái men vi sinh để cho trẻ nhỏ. Và một cái lưu ý ở đây thì tôi chỉ lưu ý là thứ nhất là liều dùng ấy thì chúng ta vẫn phải dùng khoảng độ 2 gói một ngày. Sau nếu mà liều duy trì thì có thể dùng một gói một ngày, nhưng mà giai đoạn đầu thì vẫn có thể dùng, đặc biệt đối với những cái cháu táo bón là có thể dùng 3-4 gói một ngày. Đấy thì chúng ta dùng trong khoảng 1-2 tuần, sau đó chúng ta có thể rồi là cứ một đợt một hai dùng một thời gian, sau thỉnh thoảng cháu có cái biểu hiện bất thường chúng ta lại có thể dùng lại. Đấy. Và cái lưu ý khi dùng ấy thì thứ nhất là không được, tuyệt đối là không được dùng nước nóng già, tức là nước nóng trên 60 độ để pha. Thứ hai là nếu như mà có cho vào sữa hoặc cháo hoặc bột cho các cháu thì cũng phải đợi sữa hoặc cháo hoặc bột nguội ấm ấm rồi chúng ta mới cho vào. Đấy, để đảm bảo cho cái con vi khuẩn này nó hoàn toàn vẫn còn hoàn toàn sống sót được đến tận ruột già thì nó mới phát huy được tác dụng. Đấy là những cái điều mà lưu ý, và cái quan trọng nhất ở đây là các bà mẹ của chúng ta không được nhầm lẫn giữa men vi sinh và men enzyme. Đấy, tại vì nhiều khi là dùng để cứ nhầm lẫn như thế, cho nên là cứ dùng có 1-2 ngày hay là 3-4 ngày thôi, thế là bắt đầu lại cứ sợ là nó ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, cho nên chúng ta không dùng nữa. Cho nên cái này là chúng ta bổ sung thường xuyên, bổ sung lâu dài. Chính vì vậy cho nên là men vi sinh người ta xếp vào cái loại nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tức là thực phẩm chức năng đấy, không cần tự kê đơn của bác sĩ là vì như thế. Nhưng còn men tiêu hóa, tức là men enzyme, thì bắt buộc phải có sự kê đơn của bác sĩ chúng ta mới được dùng, chúng ta không được tự động dùng. Nhưng mà cái này thì các bà mẹ hoàn toàn có thể tự mua cho con và hoàn toàn có thể dùng được. Vâng, như vậy là trong trường hợp này thì bác sĩ cũng đã khẳng định rồi, men vi sinh Golden Lab thì an toàn dùng được cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Chính vì vậy mà quý vị và các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng sử dụng sản phẩm men vi sinh Golden Lab. Lúc này thì chúng ta sẽ quay trở lại cùng với tổng đài của chương trình là 0827365365, 0826365365 để kết nối cùng một vị thính giả ở Đồng Nai. Vâng, chương trình xin được chào chú Đạt ạ. À vâng, chào. Chú nghe rõ tín hiệu của chương trình chưa ạ? À, nghe rõ rồi ạ. Và vâng, bây giờ thì chú đang được trò chuyện trực tiếp cùng với thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải. Xin mời chú hãy đặt câu hỏi của mình. À vâng, chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Bây giờ thì bác sĩ ơi, bây giờ tôi có một cái bệnh như thế này. Tôi bị bệnh đau bụng, dạ dày, viêm đại tràng, mà trong khi đó đi khám 7 năm nay thì CT rồi, thì bác sĩ chỉ có kết luận là bị rối loạn là kích thích đường ruột gì đấy. Thế rồi bây giờ thì tôi nói là bây giờ xin đi nội soi đại tràng, thì bác sĩ bên tim người ta nói là bây giờ trong cái trường hợp bị hở van tim, van lá và mạch vành, bây giờ đưa vào cái thuốc cái gì để gây mê hồi sức ấy, thì nó sẽ có cái sự không ổn, cho nên là bị tiểu đường nữa, là nếu mà có cũng mổ thì ta là một cái vấn đề nó khó điều trị về vấn đề vết thương. Thế là trong khi đó là bây giờ tôi đang uống một cái loại, hai loại thuốc, một là đại tràng Tam Bình và một cái thuốc mà tràng Phục Ninh rút lúc gì đấy. Mà bây giờ là tôi nhiều bệnh lắm, vừa đau dạ dày, vừa tim, vừa gan, vừa tiểu đường, rồi như vậy là tôi uống thuốc, thì bây giờ tôi nghe thấy cái vi sinh này thì trong trường hợp này tôi có uống được không? Mà trong đó là tôi có đang điều trị cái thuốc đông y của dạ dày của bên thành phố Hồ Chí Minh, Tây Thiền đấy, mà bây giờ
tôi lại uống thì mọi khi nó cái dạ dày nó cũng êm, nhưng mà bữa nay nó lại không được nữa, mà có cái loại thuốc cái gì BHC với lại một cái loại thuốc bình vị của bên như vậy là đầy hơi chướng bụng ấy, là bây giờ nó không hiệu lực nữa, mà bây giờ không biết như thế nào để điều trị. Bây giờ bác sĩ tư vấn cho có uống được cái thuốc ven vi sinh này không ạ? Dạ vâng ạ. Thứ nhất là rất là cảm ơn anh đã tham gia đặt câu hỏi vào cái chương trình, thì tôi xin giải thích trường hợp của anh, trả lời cái trường hợp của anh là như này. Nói chung ấy, đối với người Việt Nam của chúng ta thì bắt đầu đến cái lứa tuổi cao tuổi, tức là bắt đầu từ ngoài 60 trở ra ấy, thì thông thường không bao giờ chúng ta mắc một bệnh đâu ạ. Thường bao giờ cũng đi đôi rất là nhiều bệnh. Trường hợp của anh thì cũng là trường hợp phổ biến của tất cả những người già ở Việt Nam của chúng ta. Bắt đầu chúng ta gọi là già ở đây thì bắt đầu từ 60 tuổi, thì theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới đã gọi là người cao tuổi rồi. Đấy, thì bắt đầu là chúng ta rất là nhiều bệnh. Đấy là anh ấy là còn tiểu đường thì không biết là anh còn mỡ máu, còn huyết áp rồi có thể bị vâng hút huyết các thứ là vâng nhiều thứ lắm. Thế và đặc biệt ấy là cái tình trạng viêm dạ dày với cả viêm đại tràng thì bao giờ nó cũng hay đi kèm cùng với nhau ạ. Nó cùng là nằm trên cả cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta cả, thế cho nên nó cũng rất nhiều người bị viêm dạ dày rồi là kèm theo viêm đại tràng mãn tính. Và trường hợp của anh thì bác sĩ đã gọi là hội chứng ruột kích thích đấy, thì cũng rất là may là anh đã làm xét nghiệm đi soi rồi thì đã nói chung là không phải là do cái, nhất là cái đại tràng của anh là không phải là do tổn thương thực thể, tức là do u hay là do cái khối u hay cái gì trong cả, nó chỉ là cái rối loạn chức năng thôi, tức là hội chứng ruột kích thích thôi. Thế cho nên là anh hoàn toàn có thể sử dụng được cái men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc này ạ. Rất là tốt luôn, tại vì cái con vi khuẩn, tức là cái lợi khuẩn ở trong cái men vi sinh này thì đã được người ta chứng minh là nó còn hoàn toàn, nó còn có thể diệt được cả vi khuẩn HP, tức là một cái loại vi khuẩn mà gây viêm loét dạ dày tá tràng nữa. Thế cho nên là nếu như mà trường hợp của anh mà nếu mà là giữ trường hợp mà là viêm loét dạ dày tá tràng mà do vi khuẩn HP ấy, thì anh uống cái này thì nó có cả hai tác dụng, vừa diệt được vi khuẩn HP, làm giảm bớt cái tình trạng viêm dạ dày của anh, và đặc biệt là đối với tình trạng hội chứng ruột kích thích thì rất là có hiệu quả. Rất là có hiệu quả. Thế cho nên là tôi nghĩ là, và dù là bây giờ anh có đang rất là nhiều bệnh, cả tiểu đường rồi cả những cái bệnh khác mà phải điều trị nhiều loại thuốc, thì dùng cái men vi sinh này nó cũng không ảnh hưởng gì đến tất cả các loại thuốc khác cả. Thế cho nên anh hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng được cái men vi sinh này. Thế và cũng có một cái lời tư vấn cho anh nữa là cái chế độ ăn ấy thì đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với bệnh nhân tiểu đường cũng như là đối với bệnh nhân bị viêm loét dạ dày hành tá tràng cũng như viêm đại tràng. Tại vì cái chế độ ăn nó gần như là nó phải đóng góp đến 50% cái vấn đề điều trị của anh. Ví dụ như ngay tôi nói ngay như tiểu đường chẳng hạn, nếu như mà anh mà không áp dụng chế độ ăn, anh chỉ dùng thuốc thôi thì không có tác dụng gì mấy cả. Thế nhưng mà anh kết hợp chế độ ăn vào thì sẽ rất là có hiệu quả. Đấy. Thì đối với bệnh nhân tiểu đường thì cái đầu tiên phải nhớ là phải không được ăn những cái ăn quá nhiều đường ngọt, rồi không được ăn các loại hoa quả quá ngọt, rồi các loại mứt bánh kẹo. Thế và đặc biệt là cơm, gạo, mì, những cái loại mà cung cấp chất bột đường là cũng ăn vừa phải, anh chia nhỏ bữa ăn ra. Và khi mà anh lại kèm theo cả viêm dạ dày với cả viêm đại tràng nữa thì thức ăn phải nấu mềm, nấu lỏng đấy, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu. Anh nên ăn các loại như là cháo, súp. Thế sữa thì vẫn có thể uống được, nhưng mà chọn những loại sữa không có đường, ít đường đấy, ví dụ như thế. Rồi chế độ ăn là anh nên chia nhỏ bữa ăn nhiều trong ngày ra nữa, rồi thì tôi nghĩ là nó sẽ kết hợp cả chế độ ăn và dùng thuốc nữa thì bệnh tình của anh sẽ thuyên giảm khá là tốt đấy ạ. Và cũng chúc anh là nhanh chóng là lấy lại được cái sức khỏe của mình để vâng. Bác sĩ ơi, cho hỏi thêm một tí, bây giờ có cái là bây giờ tôi này nó có một cái buồn cười lắm. Vâng. Nó cứ bụng nó cứ ở trong nó hơi đầy đầy cái hơi lên. Vâng. Mà không đẩy được cái hơi ra thì là nó đau. Mà vâng, nó đau. Vâng, chưa chính là vâng vâng. Nó bóp đi cầu, nhưng mà có những lúc thì nó bóp đi cầu nhưng không đi được. Kệ không đi được. Vâng, đấy là cái chính đấy. Vâng. Đi cầu bây giờ nó này có cái là nó này không phải là đi liên tục ngày đi một hai lần, nhưng mà có khi mấy ngày mới đi một lần. Một lần nhưng một ngày đi một lần hoặc là hai ngày đi một lần, nhưng vâng. Mà nó khó đi, mà nó muốn đi mà không đi được, hoặc là nó vâng. Đi nó bị hormone môn nó bị đau, vâng. Và nó là ăn uống bây giờ nó không có tiêu được, bây giờ nó cứ đau dạ dày ở trong nữa, là đau rồi vâng. Càng nữa, mà bây giờ bệnh khớp bệnh gút thì bắt buộc lại phải uống thuốc đó nữa, vâng. Mà giờ tôi uống thì lại bệnh tim này là cái thuốc của bên dạ dày thì tôi uống bên đông y rồi, nhưng mà mỗi cái là bây giờ là sao là ăn uống bây giờ không được nữa, mà nó cứ đau ở vùng ngực vùng ấy thì tôi bị máu mỡ cao rồi huyết áp cao thì có máy đo hàng ngày đấy, nhưng mà bây giờ tôi chỉ sợ là giờ nó nhiều thuốc quá mua cái vâng. Trường hợp của anh thì tôi đã nói rồi ạ.
rất nhiều người trong cái tình trạng như của anh bây giờ đấy ạ. Thế thì rất là may là tất cả những cái tình trạng như anh vừa nói thì là cái người ta gọi là hội chứng ruột kích thích đấy. Tức là anh bị cái tình trạng ấy là lúc thì đi ngoài, lúc thì phân lỏng, lúc thì phân táo, rồi lúc muốn đi thì không đi được, rồi đầy hơi, chứng bụng. Tất cả những cái dấu hiệu đấy đều gọi nằm trong cái người ta gọi là cái hội chứng ruột kích thích hết. Thế cho nên là cái việc mà anh sử dụng cái men vi sinh này thì lại rất là hợp. Thế và tôi cũng khuyên anh nữa là cái viêm dạ dày ấy thì anh nên là sử dụng thêm cái nghệ. Đấy, thêm cái bột nghệ mà người ta chiết dạng bột nghệ nano curcumin ấy. Thế là kết hợp với cả men vi sinh Golden Lab này thì sẽ chắc chắn là sẽ điều trị rất là tốt, kể cả cái viêm lết dạ dày của anh cũng như là cái tình trạng hội chứng ruột kích thích bây giờ. Còn đương nhiên tất cả những cái bệnh như là bệnh gút, rồi bệnh mỡ máu, rồi cao huyết áp thì anh vẫn phải điều trị theo đúng thuốc của bác sĩ chuyên khoa rồi. Nhưng mà riêng cái tình trạng viêm dạ dày với cả cái tình trạng mà rối loạn tiêu hóa của anh hiện nay thì anh dùng men vi sinh Golden Lab kết hợp với cả cái nghệ nano curcumin thì chắc chắn chỉ cần dùng hai cái sản phẩm này thôi thì nó sẽ rất là giải quyết rất tốt, ổn định cái tình trạng viêm đại tràng cũng như là viêm dạ dày của anh đấy ạ. Vâng. Bác sĩ, tôi hỏi mỗi một câu nữa thôi. Hiện vâng. nay là tôi bị bệnh gút khớp mà tôi đang uống cái bách biên kiện á. Vâng. Thì uống cái này nó có ảnh hưởng gì không? Không ạ. Cái bách niên kiện cũng hình như là cũng là toàn sản phẩm từ thiên nhiên thôi chứ không ảnh hưởng gì. Và anh uống, tôi đã nói rồi, men vi sinh này từ kim chi này anh uống hoàn toàn không ảnh hưởng đến bất cứ một cái loại thuốc nào hiện tại anh đang dùng. Mà nhiều khi nó còn có tác dụng là tăng cường hấp thu được tất cả những cái dưỡng chất, những cái thành phần của trong thuốc mà có những sản phẩm anh uống vào, nó còn giúp cho anh hấp thu được tốt hơn, là giúp cho bệnh của anh còn thuyên giảm hơn chứ nó không ảnh hưởng gì ạ. Vâng. Mà cái này rất dễ uống anh ạ. Vâng, dễ uống lắm. Vâng. Vâng. Như vậy là trong trường hợp thuốc này tôi mua vậy là về là cứ trong đó là nó có cái hướng dẫn để uống được phải không ạ? Anh với cái trường hợp của anh thì tốt nhất là một ngày anh uống có thể uống từ 2 đến 3 gói ạ. Và anh có thể uống kéo dài. Vâng. Ít nhất là 3 tuần mà có thể uống thường xuyên được. Vâng, như vậy là trong trường hợp này thì chú Đạt hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm men vi sinh Golden Lab và chú cứ yên tâm rằng là nó sử dụng sản phẩm này thì sẽ không bị ảnh hưởng tới các cái loại thuốc mà chú đang uống đâu ạ. Bởi vì là rõ ràng là chú nhiều bệnh quá, cũng rất là nhiều loại thuốc khác nhau. Và nếu mà chú muốn tìm hiểu thêm về cái sản phẩm này thì chú có thể gọi tới số hotline 1900 1259 ạ. 1900 1259 hoặc là số 0896 509 509, 0896 509 509. Vẫn biết rằng là chú Đạt thì nhiều bệnh nhưng mà một lúc mà hỏi mất 3 câu hỏi thì sẽ mất thời gian cho cả những thính giả khác. Chính vì vậy hy vọng rằng là các thính giả khi mà gọi tới cho chương trình thì chúng ta co gọn câu hỏi lại, tập trung vào những cái ý quan trọng nhất cần hỏi và bác sĩ cũng sẽ tư vấn ngay lập tức cho quý vị khán thính giả. Vâng, và chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả qua fanpage của chương trình. Câu hỏi từ anh Minh ở Vĩnh Long như sau. Bé gái nhà tôi gần 3 tuổi, bé thường xuyên bị táo bón từ nhỏ. Dù tôi rất chú ý cho bé ăn nhiều rau, trái cây, uống nhiều nước, bé đi phân cứng và 2-3 hôm thì mới đi được. Nhiều hôm tôi phải thụt cho bé đi. Gần đây bé còn bị đi cầu ra máu hay kêu đau khi mà đi cầu. Bé nhà tôi rất sợ uống thuốc, xin bác sĩ tư vấn cho cách khắc phục. Tôi nghe bác sĩ tư vấn về men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc thì có thể cải thiện táo bón cho cả trẻ em và người lớn, đồng thời rất thơm ngon, dễ uống. Vậy con tôi có dùng được hay không? Vâng, xin mời bác sĩ. Phải nói rằng là cái tình trạng táo bón ở trẻ em là cái tình trạng rất là phổ biến. Ngay khi mà tôi làm ở Viện Dinh dưỡng Quốc gia thì các bà mẹ mang con đến khám tư vấn dinh dưỡng thì phải nói là cứ 10 cháu đến thì phải có đến 6 cháu táo bón rồi. Có nghĩa là tỷ lệ táo bón chúng tôi gặp rất là nhiều và gặp khá nhiều. Thế thì phải nói là đầu tiên ý, thì cháu đã 3 tuổi rồi thì cái việc mà anh cho cháu uống nhiều nước này, ăn nhiều rau này, thế rồi uống các chất xơ rồi mà vẫn không cải thiện được cái này nữa thì cái nguyên nhân chủ yếu ở đây là mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột là chính. Vâng. Đấy. Thế mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột là chính. Thế chính vì vậy cho nên là nó sẽ làm cho cái tình trạng táo bón của cháu nó càng ngày nó càng nặng hơn. Và chúng ta biết là trẻ em ấy, khi mà nó đi ngoài tại sao ấy, nó đau rồi nó chảy máu như thế rồi nó lại rất sợ rồi nó lại nhịn đi ngoài. Thế là lại càng làm cho cái tình trạng phân nó mà nó còn ứ động lâu ở trong đại tràng thì nó lại ruột nó lại hấp thu nước nhiều hơn, phân lại càng khô cứng hơn và lại càng làm cho cái tình trạng táo bón nó nặng hơn rất là nhiều. Thế còn cái tình trạng mà cháu đi ngoài đau mới cả phân ra máu thì đấy là cái chuyện thường xuyên gặp ở những cháu táo bón. Bởi vì ở đây ra máu ở đây ấy, thường là cái máu ở đây chúng ta phải phân biệt được là cái máu mà do táo bón ấy thì bao giờ cũng là máu tươi nhưng mà nó ở đầu bãi, tức là nó ở ngay đầu cái cục phân á. Do làm gì, nguyên nhân là do nó cứng, phân nó cứng quá nó cọ vào cái niêm mạc của hậu môn ấy, cho nên nó gây tổn thương cái niêm mạc ấy, nó gây chảy máu đấy. Chứ còn chúng ta phải phân biệt với cái máu mà đi ở cuối bãi mà phân lại mềm ấy, thì đấy có khi lại polyp đấy. Cho nên là
phải phân biệt được cái máu ở đại tràng, ở cái phân đầu hay là cuối bãi phân. Thế nếu trường hợp của con anh mà máu ra ở đầu bãi phân ấy thì khả năng đấy cao là, mà chắc chắn là cháu đã bị táo bón như thế rồi. Và thứ hai là nó đương nhiên rồi, nó cọ sát vào đấy cho nên nó đau, nó rát và làm cho đứa trẻ nó rất là sợ đi ngoài. Thường là sợ đi ngoài hơn và nó lại càng nhịn, càng nhịn thì lại càng làm cho táo bón tình trạng nặng hơn. Thế cho nên là tôi nghĩ là ngoài cái việc mà anh cho ăn nhiều chất xơ, nhưng mà cũng phải lưu ý là phải chọn rau chứ không phải là cứ ăn càng nhiều dơ, nhiều rau càng tốt đâu ạ. Ăn quá nhiều thì nhiều khi nó lại còn làm cho phần tình trạng táo bón tăng lên ấy. Ăn đủ thôi nhưng mà lại phải chọn những loại rau nó có tính chất nhuận tràng. Đấy, ví dụ như là phải cho ăn các loại rau như là rau cải bó xôi này. Đấy, hay là chúng ta còn gọi là rau chân vịt đấy. Thế rồi thứ hai nữa là rau mùng tơi này, rau khoai lang này. Đấy, ăn những cái loại rau đấy thì nó mới có tác dụng nhuận tràng. Chứ còn nếu mà ăn những các loại mà nhiều chất xơ quá nhiều khi lại có tác dụng ngược lại. Cái thứ hai nữa là uống nhiều nước thì đúng rồi. Và ngoài ra là anh nên cho cháu ăn sữa chua hàng ngày thường xuyên nữa. Thế và cái việc mà anh hỏi là uống men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc thì hoàn toàn là rất là tốt để điều trị tình trạng táo bón của cháu. Và với cháu đã 3 tuổi rồi mà cái tình trạng táo bón kéo dài lâu ngày như thế rồi thì nên liều khởi đầu anh nên dùng cho cháu khoảng 3 gói một ngày. Được. Uống trong khoảng độ 2 tuần đến 3 tuần, sau đó thì cái tình trạng nó cải thiện tốt rồi thì anh có thể duy trì 1 đến 2 gói một ngày và có thể uống thời gian kéo dài hơn nữa, kết hợp với cả chế độ ăn uống nữa thì tôi nghĩ là chắc chắn là sẽ cải thiện được cái tình trạng táo bón của cháu hiện nay. Vâng, như vậy là trong trường hợp này thì anh hoàn toàn có thể cho cháu của mình sử dụng sản phẩm Men Vi Sinh Golden Lab giúp cải thiện hiệu quả cái táo bón, tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa kéo dài, viêm đại tràng mãn tính, giúp ổn định được tiêu hóa cho bệnh nhân viêm loét dạ dày hoặc là sau bữa ăn nhiều đạm hoặc là ăn phải thực phẩm không an toàn. Đồng thời thì cho cái tác dụng tăng cường hấp thu dưỡng chất, đặc biệt là hiệu quả của canxi, giúp ăn ngon miệng. Men Vi Sinh Golden Lab thì rất là an toàn, sử dụng được cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Và lúc này thì chúng ta sẽ quay trở lại cùng với tổng đài của chương trình là 0827-365-365, 0826-365-365 để kết nối cùng với một vị thính giả ở Hải Phòng. Chương trình xin được chào chú Sơn ạ. Vâng ạ. Vâng, chú nghe rõ tín hiệu của chương trình chưa ạ? Dạ, nghe rõ ạ. Vâng, bây giờ thì chú đang được trò chuyện trực tiếp cùng với thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải. Xin mời chú hãy đặt câu hỏi của mình. Vâng. Xin mời chú ạ. Vâng, xin chào bác sĩ. Dạ vâng, chào anh. Vâng, tôi có một cháu cháu nội, cháu nhỏ, thế là năm nay cháu 6-7 tuổi. Vâng. À, tức là cháu hay bị cái táo bón. Vâng. Trước là cháu đi học ở mẫu giáo và chắc là khi nhiều khi thì cái ngại cô giáo là không đi vệ sinh. Vâng. Là cứ ấy, thế thì cháu có thể là thấy hàng tuần cháu đi một lần đại tiện. Vâng. Đấy. Vâng, thế mà cháu nhà thì cho cháu ăn đủ chất xơ, rau, uống nước, ăn hoa quả, cháu ăn uống tốt mà cháu cứ bị cái bệnh táo bón ấy, cứ khoảng một tuần thôi, đến 6-7 ngày cháu đi một lần. Vâng. đến giờ vẫn thế. Vâng. Giờ muốn hỏi xem các sĩ có tư vấn có giúp để cho cháu có cái gì để cải thiện được cái táo bón, cái gì đại diện nó tốt hơn không ạ? Vâng ạ. Vâng, xin cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho chương trình. Thứ nhất ý, thì là phải nói luôn là đấy, như là nếu mà anh vừa nghe tôi cũng vừa trả lời cho một cái trường hợp táo bón, nhưng mà cái cháu bé này mới có 3 tuổi thôi, còn cháu của anh thì đã 6-7 tuổi rồi. Và trong các cái nguyên nhân gây táo bón của trẻ em ý, thì có một trong cái nguyên nhân là cái nguyên nhân nhịn đi đại tiện đấy, là cái nguyên nhân rất phổ biến gặp ở các cháu mẫu giáo. Đấy, tâm lý các cháu đi học là thường rất là sợ cô, thế cho nên là thông thường là các cháu nhịn. Thế và khi đã nhịn một lần rồi đến lần thứ hai nữa rồi thì cái phân mà nó đã ứ đọng ở đại tràng ấy thì nó sẽ làm cho cái đại tràng của cháu phình to ra. Để tôi giải thích là tại sao đến bây giờ cháu lớn thế rồi mà cháu vẫn tiếp tục bị táo bón, bởi vì cái đại tràng của cháu bây giờ nó đã bị phình to, người ta gọi là giãn đại tràng mắc phải đấy ạ. Trong cái nguyên nhân gây táo bón thì có cái nguyên nhân là phình to đại tràng bẩm sinh thì hay gặp ở trẻ nhỏ sơ sinh, mà nếu như cháu nào bị cái bệnh này ấy thì là phải mổ ngay từ thời sơ sinh rồi. Thế còn cái tình trạng thứ hai là cái tình trạng phình đại tràng mắc phải, tức là do cái tình trạng nhịn ỉa lâu ngày cho nên là phân nó tích trữ lại lâu ngày, nó làm cho cái đại tràng nó phình, nó giãn to ra. Thế khi mà cái đại tràng của cháu nó đã giãn to ra như vậy rồi chứ, cho nên là nó cứ phải một tuần nó tích đủ cái lượng phân nó đầy vào cái đại tràng sigma á, nó mới kích thích vào cái đám rối hạch thần kinh giao cảm ở cái đại tràng ấy, nó mới gây cái phản xạ đi ngoài cho cháu. Thế và cái thứ hai nữa là trẻ em mà khi là như tôi đã giải thích là khi cháu nó bị táo bón rồi thì nó đi, mỗi lần đi nó rất là đau đớn, thế cho nên nó lại sợ nó lại càng nhịn, nó càng nín nhịn bao nhiêu thì phân nó lại càng tích trữ ở đấy lâu, và tích trữ lâu thì
cứ tích trữ lâu ở đấy thì nó lại càng bị hấp thu nước nhiều hơn, nó lại càng khô cứng hơn, và cứ như vậy nó làm cho cái tình trạng táo bón của cháu kéo dài như vậy. Thế thì bên cạnh cái việc mà gia đình đã khắc phục là bắt đầu cho cháu ăn nhiều rau này, thế rồi là uống nhiều nước này, rồi đủ cái thứ nữa rồi, thì lưu ý anh một điều thêm nữa là trong chế độ ăn hàng ngày đừng cho cháu ăn quá nhiều chất đạm. Tại vì ăn quá nhiều chất đạm cũng là một trong những nguyên nhân gây táo bón. Khi chúng ta biết là khi ăn lượng chất đạm vào quá nhiều trong cơ thể thì chất đạm ăn vào trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành ure. Mà ure thì phải đào thải qua nước tiểu, cho nên là làm cho đứa trẻ đi tiểu nhiều thì nó ure nó đào thải ra thì nó lại kéo theo gì ạ, nó làm cho cái tình trạng nó như là thiếu nước, mất nước nhiều hơn. Thì mất nước nhiều hơn thì cơ thể nó sẽ lại báo cho lên bắt cầu đại não và làm cho nó lại kích thích cả ruột phải tăng cường hấp thu nước hơn nữa để làm sao ạ, để đủ cái lượng nước cho cơ thể, cho nó phân nó lại càng khô cứng hơn. Thế đấy là cái lý do là sao mà những cái cháu mà ăn quá nhiều chất đạm cũng là nguyên nhân gây táo bón. Cho nên là trong chế độ ăn hàng ngày là anh nhớ là cho cháu ăn đạm vừa phải, không ăn quá nhiều thịt, không qua ăn quá nhiều chất đạm nhiều quá. Thế thì là cũng giảm cái tình trạng đi táo bón như của cháu. Và cái việc nữa là một cái nguyên nhân nữa ở đây là anh sử dụng men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc thì rất là hiệu quả cho cái tình trạng táo bón ở trẻ. Bởi vì ngoài cái việc mà chúng ta ăn chất xơ hàng ngày qua rau á, thì chủ yếu là chất xơ ở đây là chất xơ cellulo, nó không tiêu hóa được và nó chỉ tạo khuôn phân thôi. Thế nhưng mà cái chất xơ hòa tan ấy thì mới là cái chất xơ mà nó có tác dụng tăng cường nhu động ruột rất là tốt, tăng cường hấp thu nước vào trong động ruột tốt hơn. Thế cho nên là anh hoàn toàn có thể sử dụng cho cháu sử dụng được cái men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc, bởi vì trong cái thành phần của men này có chứa hai thành phần, cả lợi khuẩn và cả chất xơ hòa tan, cho nên nó sẽ giúp cải thiện tình trạng táo bón rất là tốt. Và với trường hợp cháu đã 6-7 tuổi rồi thì anh hoàn toàn có thể dùng cho cháu tới 3-4 gói một ngày được, và dùng cái thời gian dùng là tối thiểu phải 3 tuần trở lên thì nó sẽ mang lại hiệu quả tốt. Và đồng thời kết hợp thêm với cái chế độ dinh dưỡng, tức là uống nhiều nước này, ăn nhiều trái cây này, mà trái cây ở đây là phải chọn những loại trái cây có tính chất nhuận tràng, ví dụ như đu đủ này, chuối tiêu này, thanh long này, cam này, bưởi này đấy. Chứ ví dụ như là ăn hồng xiêm với táo nữa chẳng hạn thì lại càng làm tình trạng táo hơn đấy ạ. Vâng. Đấy, thế cho nên rau cũng thế, thì phải chọn cho cháu các loại rau như là mùng tơi, khoai lang, rau dền, cải bó xôi đấy, ăn những loại rau đấy nấu canh các thứ đó thì nó sẽ mới cải thiện tốt được hơn cái tình trạng táo bón. Ví dụ hàng ngày có thể hấp khoai lang cho cháu ăn này, hay là ví dụ như là có thể làm bánh chuối khoai lang này chẳng hạn đấy, làm những cái món ăn đấy cho các cháu thì nó cũng sẽ cải thiện cái tình trạng táo bón của cháu tốt hơn rất nhiều. Và anh hoàn toàn có thể sử dụng được sản phẩm men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc để điều trị cái tình trạng táo bón của cháu ạ. Vâng, như vậy là trong trường hợp này thì chú Sơn hoàn toàn có thể cho cháu của mình sử dụng men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc Golden Lab với cái liều lượng có thể ngay từ ban đầu đó là 3 tới 4 gói một ngày, bởi vì là cháu của chú thì cũng đã lớn rồi. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ phải thay đổi cái chế độ ăn, tính toán cái chế độ ăn làm sao cho hợp lý. Và trong ngày hôm nay thì nhà tài trợ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia sẽ dành cho quý khách hàng xem và nghe chương trình 100 suất ưu đãi đặc biệt, mua 2 hộp Golden Lab 60 gói giá 600.000 đồng một hộp sẽ được tặng ngay một hộp Golden Lab 60 gói. Và quý vị có thể gọi tới số hotline 1900 1259 hoặc là 0896 509 509 để đặt hàng, nhận khuyến mại và tư vấn về bệnh lý cũng như sản phẩm. Xin được nhắc lại số hotline 1900 1259 0896 509 509. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sếp bị sao vậy ạ? Tôi bị đau trĩ, mấy bữa nay cứ ngồi là đau buốt chịu không có nổi. Anh tài xế tụi em bị sốt đấy mà. Sếp uống anh chi vương đi ạ? Giờ nặng rồi, uống còn được không? Sếp yên tâm, kiên trì từ 1 đến 2 tháng là ổn ngay. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trĩ Vương, bào chế từ các dược liệu thiên nhiên. An Trĩ Vương dùng cho người bệnh trĩ bị chảy máu, sa búa trĩ, viêm đứt hậu môn, hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch, làm dịu nhanh cơn đau rát khó chịu của bệnh trĩ, hỗ trợ giảm nguy cơ táo bón, dùng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Đây đã có thêm An Trĩ Vương treo, An Trĩ Vương xua tan nỗi lo bệnh trĩ táo bón, hiệu quả đã được chứng minh. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại chương trình tư vấn sức khỏe có chủ đề là men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc, lựa chọn tin cậy giúp khắc phục hiệu quả viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa. Và lúc này đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với các câu hỏi mà quý vị khán thính giả đã gửi tới cho chương trình. Qua trang mạng xã hội 91.com.vn thì chúng tôi nhận được câu hỏi như sau. Bạn Phương Nhài có hỏi: năm nay em 25 tuổi, em muốn hỏi về tình trạng bệnh của em như sau. Dạo gần đây em thường xuyên bị đau bụng âm ỉ vùng gần hậu môn, cảm giác giống như lúc buồn đi nặng nhưng mà khi đi vào nhà vệ sinh thì lại không đi được. 3 tháng trước em đã đi siêu âm và chụp X-quang, bác sĩ kết luận em bị viêm đại tràng và có kê thuốc. Nhưng giờ em lại bị lại, hơn 1 tháng nay thì em bị sút cân, hiện tại em chỉ còn 36kg. Em muốn hỏi là có phải em bị viêm đại tràng tái phát không? Làm thế nào
để dứt điểm viêm đại tràng, và như tôi dùng men vi sinh thì có cải thiện được bệnh hay không? Xin mời bác sĩ. Vâng, thứ nhất là cái tình trạng của bạn ấy thực ra thì bạn ấy mới có 25 tuổi thôi. Vâng ạ, thế rất cho trẻ. Nên là vâng, rất là trẻ, thì cái nguy cơ mà ví dụ như là bị cái bệnh về ung thư đại tràng hay là khối u các ác tính các thứ ấy, thì sẽ thường là hiếm gặp hơn so với ở người cao tuổi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không thể loại trừ được hoàn toàn. Thế cho nên là tôi nghĩ là cái trường hợp này thì bạn vẫn nên đi khám bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa. Tại vì nhất là hiện nay là bạn ấy nói là cái tình trạng của bạn sụt cân ấy, là cái tình trạng mà cũng phải đáng báo động. Thế cho nên là bạn nên đi, và cái này ấy thì đi khám là chúng ta phải soi đại tràng cơ. Phải soi đại tràng cơ, chứ còn không phải là chúng ta khám thông thường thì chúng ta không phát hiện được đâu. Phải soi. Thế khi nào mà khi soi đại tràng mà đại tràng của bạn hoàn toàn không có tổn thương cơ chức năng, không có tổn thương thực thể, tức là không có khối u, không có bị viêm loét, hay là không có một cái ví dụ như là cái thứ gì do tổn thương thực thể ở đại tràng, thì bạn hoàn toàn có thể dùng được men vi sinh. Đấy, tại vì cái men vi sinh này thì nó chỉ điều trị được những cái tình trạng viêm đại tràng chức năng thôi, tức là rối loạn, còn người ta gọi là hội chứng ruột kích thích hay là cái viêm đại tràng mà do nguyên nhân về chức năng thôi, mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột hay là do những cái nguyên nhân khác thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta đã có những cái bệnh tổn thương thực thể ở đại tràng rồi thì chúng ta phải điều trị đặc hiệu theo đúng thuốc của bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa. Đấy là cái điều đầu tiên là tôi xin lưu ý bạn là thế. Thế sau khi mà bạn đã đi khám kỹ bác sĩ, đi khám soi đại tràng các thứ rồi mà bác sĩ đã kết luận là bạn hoàn toàn không có tổn thương thực thể gì ở trên đường tiêu hóa cả, đặc biệt ở đại tràng cả, thì bạn hoàn toàn có thể dùng được men vi sinh này. Và men vi sinh này thì sẽ điều trị rất là tốt cái tình trạng rối loạn tiêu hóa của bạn, ví dụ như là đau đầy bụng, đầy hơi, rồi là muốn đi ngoài lại không đi được, hay là những cái tình trạng rối loạn tiêu hóa hay ăn uống kém, khó tiêu, thứ là hoàn toàn là có thể đáp ứng rất là tốt. Đấy, thế cho nên là lời khuyên của tôi một lần nữa lại xin nhắc bạn là bạn nên đi khám đúng bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và xin soi đại tràng để loại trừ cái nguyên nhân tổn thương thực thể. Sau đó thì bạn loại trừ được cái nguyên nhân đó rồi thì bạn hoàn toàn có thể dùng được men vi sinh. Vâng, như vậy là trong trường hợp này thì trước hết là bạn Phương Nhài phải đi khám. Đi khám để xác định được rõ cái nguyên nhân tại sao mình lại bị như thế, và loại bỏ những cái nguyên nhân từ tổn thương thực thể. Nếu mà bạn không bị tổn thương thực thể đại tràng thì rõ ràng khi mà bạn sử dụng sản phẩm Golden Lab sẽ giúp cải thiện hiệu quả những cái triệu chứng như là táo bón, tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa kéo dài, viêm đại tràng mãn tính, giúp ổn định đường tiêu hóa cho bệnh nhân viêm loét dạ dày, hoặc là sau cái bữa ăn nhiều đạm hoặc là ăn phải thực phẩm không an toàn, rất phù hợp với những cái triệu chứng của bạn. Nhưng mà trước hết vẫn phải nhắc lại bạn là phải đi khám để xem chính xác được cái nguyên nhân dẫn tới tình trạng bệnh của bạn là như thế nào, và loại bỏ được những nguyên nhân tổn thương thực thể. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cùng với tổng đài của chương trình là 0826365365, 0827365365 để kết nối cùng với một vị thính giả ở Bắc Ninh. Chương trình xin được chào chú Quyền ạ. Xin chào chương trình. Vâng. Chào MC. Vâng. Xin chào bác sĩ. Vâng, chú chào đang bác. Được trò chuyện trực tiếp cùng với cả thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải. Xin mời chú hãy đặt câu hỏi của mình ạ. Em muốn hỏi bác sĩ Hải là con em là năm nay 12 tuổi, nó bị viêm toàn bộ dạ dày mãn tính. Đã 5 năm nay điều trị không khỏi. Vậy cứ ăn vào là nó đau, bất kể là thứ gì. Thì em cũng đã mua cái Golden Lab cho uống được 3 tháng nay rồi. Thì để cải thiện được cái táo bón. Trước là bị táo bón uống không thuốc gì khỏi cả. Thì em muốn hỏi là bây giờ là, tức là uống thì cho ngày mấy gói. Và uống sau ăn có được không? Vâng. Sau khi ăn có được không? Vâng. Hay là thời gian bao lâu? Vâng. Thứ nhất ý là cháu mới có 12 tuổi đúng không ạ? Mà bây giờ đã viêm dạ dày mãn tính rồi, thế nhưng mà cháu đã được soi dạ dày chưa? Cháu soi 3 lần rồi. Soi dạ dày thì HP âm tính hay là dương tính? Âm tính ạ. HP âm tính mà bây giờ cháu vẫn đau đúng không? Vâng. Vẫn đau thường xuyên. Vẫn đau thường xuyên. Ngày hôm nay vẫn cứ đau. Vâng. Thế thì cháu có bị cái áp lực về học hành quá sức không? Thì cháu thì nó học vẫn được, học giỏi. Vâng, học giỏi, nhưng mà đấy vì học giỏi quá cho nên là do áp lực học hành, lo lắng học hành quá. Tại vì nhớ, tôi xin giải thích với anh là thế này này, cái viêm dạ dày ấy, thực ra là nếu mà đối với ở trẻ em ấy, thì cái nguyên nhân mà do cái áp lực, ví dụ nguyên nhân về do cái stress căng thẳng ấy, là vẫn có thể gặp, nhưng mà đương nhiên là nó ít gặp hơn so với người lớn.
Và dạ dày thì viêm dạ dày thì chủ yếu là hiện nay thì người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng là đến 90% là do nhiễm vi khuẩn HP, nhưng mà có 10% là do cái nguyên nhân là do là về yếu tố thần kinh đấy ạ. Đấy thì một trong những cái mà người lớn thì rất là hay gặp đấy, những người nào căng thẳng, lo âu, stress căng thẳng các thứ là rất hay bị cái viêm dạ dày này đấy, thì cái hội chứng trào ngược đấy. Thế còn các cái cháu bé thì cũng có thể gặp đấy, cho nên là thứ nhất là phải cho cháu, thứ nhất là đừng có bắt cháu học quá nhiều đấy. Ví dụ trẻ con bây giờ nó bị nhiều cái áp lực quá, nhất lại càng học giỏi nữa, nếu mà vào các đội tuyển nữa thì lại càng áp lực hơn đấy. Thì cái đấy không, nếu mà mình không giải quyết cái nguyên nhân đấy thì dù anh có điều trị kiểu gì cho cháu, cháu cũng không thể hết được cái viêm dạ dày đâu, cái trào ngược đâu. Bởi vì cái stress căng thẳng ấy nó làm gây tăng tiết cái cortisol, cho nên là làm cho tăng tiết, nó làm tổn thương cái tăng tiết cái dịch vị axit dạ dày, cho nên nó làm bào mòn các cái niêm mạc tế bào, cho nên nó gây cái tình trạng viêm loét. Cho nên nếu mình không giải quyết được cái tình trạng đó thì rất là khó. Đấy. Còn nếu mà do nhiễm khuẩn thì đương nhiên mình phải dùng kháng sinh rồi. Thế thì cái trường hợp của cháu ấy thì anh điều trị thì tôi cũng không biết là anh điều trị thế nào, nhưng mà thông thường những trường hợp này thì bao giờ cũng phải uống thuốc giảm tiết đấy. Đấy, uống thuốc em giảm đã tiết. Cho uống, các bác sĩ này em cho uống 3 tháng rưỡi liền. Cái thuốc giảm tiết mà dù uống cái Nesium ấy, có cho cháu uống loại đấy không? Có, tôi uống Nesium. Đấy, Nesium anh cũng phải uống khoảng 2 tháng. Đấy, 2 tháng liền vừa đấy, uống 2 tháng. Cái thứ hai nữa là anh có thể cho cháu uống thêm cái thuốc bao bọc niêm mạc dạ dày nữa. Đấy, cái Bisimut. Vâng, thuốc ấy, cái uống cái thuốc đấy nữa. Và cái thứ ba nữa là đấy, anh bổ sung thêm men vi sinh Golden Lab thì là sẽ cải thiện được cái tình trạng đầy bụng, cũng như là nhất là cái táo bón của cháu nhá. Thế thì bây giờ anh hỏi về cái liều uống ấy thì là đối với cháu 12 tuổi thì anh nên cho cháu uống khoảng 2 gói một ngày. Hoàn toàn có thể uống rồi ngày 2 gói đấy. Vâng, cứ uống như thế. Cái này thì uống thường xuyên được, không có vấn đề gì cả. 3 tháng, 4 tháng anh vẫn cho uống thường xuyên được, không ảnh hưởng gì hết, và hoàn toàn có thể uống được sau bữa ăn. Chỉ có lưu ý là nếu ăn uống ngay có được không ạ? Ăn xong uống ngay cũng được ạ, không có vấn đề gì để hết. Cháu còn đi học mà. Vâng, ăn xong uống ngay được luôn anh ạ, nhá. Và nhớ là cho cháu uống là pha với nước ấm thôi nhá, không được pha với nước nóng. Vâng, thế thôi, anh hoàn toàn có thể dùng. Em muốn hỏi thêm bác sĩ là vừa rồi cũng cho cháu uống cái, bác sĩ cho uống thuốc an thần amginin đấy. Vâng đấy, thì đấy là bác sĩ là cho, bác sĩ cho cái thuốc đấy là tôi đã nói rồi, cái nguyên nhân viêm loét dạ dày của cháu là do vì yếu tố về tinh thần, về thần kinh đấy. Thế cho người ta, cho nên là trong cái điều trị viêm, ngay cả viêm đại tràng cũng thế, những người bị hội chứng ruột kích thích do lo âu căng thẳng là bác sĩ người ta điều trị, người ta cũng cho thuốc an thần đấy anh ạ. Đấy, cho nên là cái không vấn đề có thuốc gì khỏi. Vâng, đấy tại vì đấy tôi đã nói rồi, cho nên bây giờ ấy, thứ nhất là nên là có những cái cuộc cho cháu đi nghỉ ngơi này, ví dụ như là đi hết năm học nghỉ hè cho cháu đi chơi, cho đầu óc nó căng thẳng, và bảo đừng có đặt cho cháu cái áp lực học hành gì, phải đạt cái nọ, phải đạt cái kia, đừng tạo áp lực cho cháu. Thế là cho nó thoải mái, rồi gia đình các thứ cho nó thoải mái thì tôi nghĩ là nó sẽ bớt cái áp lực đi của cháu, thì nó sẽ không bị căng thẳng stress nữa, thì nó mới giảm được cái tình trạng viêm loét dạ dày được anh ạ nhá. Vâng. Em cảm ơn cháu bác sĩ nhé. Vâng. Như vậy là trong trường hợp này thì bác sĩ cũng đã hướng dẫn rất là rõ ràng đối với trường hợp con của chú Quyền rồi. Và quan trọng hơn nữa đó là chúng ta giải quyết dứt điểm được cái tình trạng là cháu căng thẳng dẫn đến căn bệnh dạ dày mà khi mới chỉ có 12 tuổi thôi, thì là một tuổi rất là nhỏ. Và hy vọng rằng là chú và gia đình của mình sẽ cùng ngồi lại đưa ra được những cái giải pháp làm sao, ví dụ như là ngày mai thì là năm mới rồi, có thể đưa cháu đi chơi, trò chuyện với cháu, tâm sự với cháu, và có thể tạo cho cháu một cái thói quen rằng là cũng không cần phải quá cố gắng đâu, bởi vì là càng cố gắng càng căng thẳng thì căn bệnh nó sẽ nặng hơn, và học giỏi mà không giữ được sức khỏe thì có lẽ là cũng không cần học giỏi làm gì, đúng không ạ? Vâng, và hy vọng rằng là anh cũng sẽ tiếp tục cho cháu sử dụng sản phẩm Golden Lab, nhà tài trợ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia, thì sẽ dành cho các quý vị khách đang xem và nghe chương trình như là chú Quyền ngày hôm nay 100 cái suất ưu đãi đặc biệt, mua 2 hộp Golden Lab 60 gói giá 600.000 đồng một hộp sẽ được tặng ngay một hộp Golden Lab 60 gói. Trong các cái chương trình bình thường đang áp dụng thì mua 2 hộp Golden Lab 60 gói thì chỉ được tặng một hộp Golden Lab 20 gói mà thôi. Số lượng có hạn. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới số điện thoại hotline 1900 1259 hoặc là 0896 509 509 để đặt hàng, nhận khuyến mại và tư vấn về bệnh lý cũng như sản phẩm. Xin được nhắc lại hai số điện thoại hotline là 1900 1259 hoặc là 0896 509 509. Vâng, qua số hotline của chương trình ngày hôm nay là 0826 365 365, 0827 365 365 thì chúng tôi nhận được câu hỏi như sau.
Thưa bác sĩ, tôi là Hòa, năm nay 68 tuổi, cũng đã bị viêm đại tràng nhiều năm. Hôm trước tôi mua sản phẩm Vững Cốt chứa canxi nano D3 và MK7 của Vinh Gia về dùng để dự phòng loãng xương, đau cột sống lưng, thì được công ty tặng thêm một hộp men vi sinh Golden Lab từ Kim Chi, Hàn Quốc. Tôi gọi tới tổng đài 1900-1259 thì được khuyên là dùng kết hợp hai sản phẩm này sẽ tăng tác dụng hấp thụ canxi. Như vậy có đúng không? Và tôi muốn hỏi là chồng tôi cứ uống rượu vào là bị táo bón, thì có dùng men vi sinh này được không? Xin mời bác sĩ ạ. À vâng. À, thứ nhất ý, là cái men vi sinh Golden Lab này nếu mà dùng cùng với cái Vững Cốt Vinh Gia thì hoàn toàn là rất là tốt. Bởi vì là như là tôi đã nói rồi, trong cái sản phẩm này, men vi sinh này thì có chứa cả chất xơ hòa tan, tức là prebiotic. Mà vai trò của cái chất xơ hòa tan này thì có một cái vai trò rất là quan trọng, là nó giúp tăng cường hấp thu canxi. Thế cho nên là khi mà dùng đồng thời vào thì nó lại càng rất là tốt hơn, để giúp cho cái việc hấp thu canxi ở trong cái sản phẩm dưỡng cốt Vinh Gia, sản phẩm dưỡng cốt ấy nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy, cho nên là hoàn toàn có dùng được. Thế còn cái tình trạng thứ hai đấy là cái tình trạng mà cứ uống rượu hoặc là bị táo bón ấy, thì để chính cái phần uống rượu tại sao lại gây táo bón, bởi vì uống rượu bia ấy, thì nó có rất là nhiều tác hại. Mà một trong những cái tác hại đó nữa là nó lại làm mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Vâng. Thế cho nên là những người thường xuyên uống rượu bia là rất là hay táo bón hoặc là hay bị rối loạn tiêu hóa là vì như vậy. Thế thì cái việc đấy thì hoàn trước hết thì đương nhiên ấy, thì cái lời khuyên của tôi là tất nhiên là càng hạn chế uống rượu bia bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì không có cái điều gì mà chúng ta lại vô lý mà chúng ta lại cứ uống rượu bia vào rồi chúng ta lại phải đi tìm thuốc để mà chữa cái tác hại của rượu bia thì nó rất là vô lý. Đấy, cho nên là tôi thấy là đầu tiên thì càng hạn chế uống rượu bia thì càng tốt. Thế còn trường hợp mà uống vào mà cứ bị táo bón như vậy thì tốt nhất là nên hạn chế uống và nên hạn chế uống rượu bia. Thế còn thứ hai là hoàn toàn có thể dùng được men vi sinh từ Kim Chi Hàn Quốc để chữa lại cái tình trạng táo bón do uống rượu. Vâng, như vậy là trong trường hợp này thì bác Hòa hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm Vững Cốt kèm với cả men vi sinh Golden Lab. Và hai cái sản phẩm này thì rõ ràng là sản phẩm men vi sinh Golden Lab thì sẽ hỗ trợ cho cái sản phẩm Vững Cốt, khi mà sản phẩm Vững Cốt chứa những cái chất như là canxi nano. Và đối với chồng của bác thì khi mà đi uống rượu thì về bị táo bón thì cũng hoàn toàn có thể sử dụng cái sản phẩm men vi sinh Golden Lab này. Nhưng mà có lẽ quan trọng hơn đó là nên thôi tạm thời ngừng uống rượu, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cùng với tổng đài của chương trình để kết nối với một vị thính giả ở Hà Nam. À, vâng, chương trình xin được chào cô Tuân ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ ạ. Vâng, cô nghe rõ tín hiệu của chương trình chưa ạ? À, có ạ, vẫn đang nghe thế ạ. Vâng, bây giờ thì cô hãy đặt câu hỏi cho thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải đi ạ. À vâng, chào bác sĩ. Vâng, chào chị. Tôi theo dõi cái chương trình này từ buổi chiều ạ. Vâng. Nghe bác sĩ giới thiệu rồi, thì tôi có một cái bệnh như thế này. Năm nay 73 tuổi, thế thì bụng thì nó không đau, không đầy, không làm sao. Nhưng mà chỉ có tội là ăn ít mà không chán ăn, không ăn được bác sĩ ạ. Vâng. Thế tôi đi khám bệnh thì bác sĩ người ta, nội khoa người ta bảo là viêm dạ dày. Vâng. Người ta cho thuốc uống thuốc tây rồi uống cả đông y cho uống lâu nhiều lắm rồi mà không chuyển đi gì hết cả. Vâng. Thế xin hỏi bác sĩ hộ rằng là bây giờ cái bệnh của tôi uống cái thuốc gì để tôi ăn được mỗi bữa được bát cơm và ăn cảm thấy ngon và cảm thấy nó đói bụng. Thế thôi ạ. Vâng, xin hỏi lại chị là thế chị đi soi dạ dày rồi thì bác sĩ bảo chị là cái soi dạ dày của chị là có HP âm tính hay là dương tính ạ? Không hiểu rồi. Không, cần vì tôi phải hỏi kỹ như thế là bởi vì làm sao? Bởi vì là cái viêm dạ dày ấy thì nó có hai nguyên nhân. Nếu mà do HP dương tính thì cái điều trị nó khác, mà HP âm tính thì điều trị nó khác. Tuy nhiên hai loại này thì nó chỉ khác nhau, cái là một cái thì phải dùng kháng sinh, còn một cái thì không phải dùng kháng sinh. Đấy, thế thì chính vì vậy cho nên nếu như mà trường hợp mà của chị là dương tính thì nếu mà chị không dùng kháng sinh thì không thể điều trị khỏi được cái viêm dạ dày đâu. Mà đương nhiên rồi, khi viêm dạ dày thì là một trong những nguyên nhân gây biếng ăn rồi. Hơn nữa thì đối với người chị năm nay đã 73 tuổi rồi cho nên đã thuộc dạng người cao tuổi rồi đấy. Cho nên là bao giờ thì chúng ta biết là người cao tuổi thì các cái tuyến tiêu hóa ở trong cơ thể nó tiết men tiêu hóa rất là kém. Thế cho nên là lúc nào miệng cũng khô này rồi không muốn ăn rồi chán ăn các thứ là đấy là vâng đấy là cái triệu chứng hay gặp của người cao tuổi. Thế thì đầu tiên lời khuyên đối với tôi đối với chị ấy, đầu tiên là thứ nhất ấy, là mình không ăn đi thì mình phải cố gắng là nấu các cái món ăn nó dễ mềm, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu. Ví dụ như là ngay cả viêm dạ dày cũng thế, chị phải nên ăn những cái món ăn như là cháo, súp, uống sữa đấy. Thế rồi ăn các loại rau củ như hầm như đấy, dạng súp, dạng như sữa thì nó sẽ dễ hấp thu hơn rất là nhiều. Nó vừa giúp cho cái tình trạng
viêm dạ dày của mình cũng đỡ đi nhiều, và thứ hai là cũng hấp thu được các chất dinh dưỡng tốt hơn. Cái điều thứ ba nữa là phải chia nhỏ các bữa ăn ra, chứ mình không nên ăn đúng 3 bữa như là người bình thường hay là những người vẫn còn đang trẻ, mà nên chia ví dụ như ăn thêm các bữa phụ nữa. Vâng, thế rồi chị có thể hoàn toàn ăn thêm sữa chua sau các bữa ăn, nó cũng sẽ rất tốt, nó sẽ làm cho cái cải thiện tình trạng tiêu hóa. Thế và một cái điều nữa là chị hoàn toàn có thể sử dụng được cái men vi sinh từ kim chi mà hôm nay chương trình hôm nay đã có nhắc đến. Vâng, nó sẽ kiểu đấy gì ạ? Vâng, cái đấy là chị uống nó sẽ có rất nhiều tác dụng, đặc biệt là cái tình trạng cải thiện rất rõ tình trạng biếng ăn đấy ạ. Tại vì là cái men vi sinh này khi mà uống vào trong cơ thể thì những cái vi khuẩn có lợi này nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta, đặc biệt là cái hệ thống niêm mạc ruột ấy, nó tăng tiết một số các cái vitamin nhóm B và tăng tiết cái men tiêu hóa, cho nên là giúp cho chị tiêu hóa thức ăn tốt hơn và có cảm giác ăn ngon miệng tốt hơn rất là nhiều đấy ạ. Vâng, thế cho nên chị hoàn toàn có thể sử dụng được cái sản phẩm men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc mà hôm nay chương trình có nói đấy. Thì mỗi ngày chị cứ uống khoảng độ 2 đến 3 gói. Thông thường cứ uống 2 gói đi, vâng. Và cái thời gian sử dụng thì cứ tối thiểu là phải sử dụng độ 2 đến 3 tuần. Đấy, thế mà nếu như mà mình thấy cải thiện tốt thì mình có thể thường xuyên uống, thỉnh thoảng lại nhắc lại uống thường xuyên được. Thì giá thành bao nhiêu để dồn biết tôi để mua? Dạ, giá thành là 600.000 đồng một hộp ạ. Vâng, và trong ngày hôm nay nếu mà mua 2 hộp Golden Lab 60 gói giá 600.000 đồng một hộp thì sẽ được tặng ngay một hộp Golden Lab 60 gói ạ. Cái điện thoại đâu được mua con lại đấy, em mua ở ngoài. Dạ vâng ạ, số điện thoại như sau ạ, số điện thoại là có thể gọi tới số hotline 1900 1259 hoặc là số điện thoại là 0896 509 509 ạ. Vâng, xin được nhắc lại số điện thoại ạ. 1900 1259 ạ. 1900 1259 ạ. Dạ vâng ạ. Vâng vâng, rồi cảm ơn nhé. Vâng, vâng, thưa quý vị, sử dụng men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc một cách hợp lý sẽ đem lại cái hiệu quả tốt cho hệ tiêu hóa cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Quý vị, bên cạnh cái chế độ ăn uống hợp lý thì cần bổ sung men vi sinh Hàn Quốc để tăng cái sức khỏe. Quý vị cũng nên chú ý là cần bổ sung một số cái vi khuẩn probiotic có ích cần thiết cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên chỉ bổ sung những cái vi sinh có ích thôi là chưa đủ. Quý vị cần phải cung cấp thêm cả thức ăn prebiotic, chất xơ hòa tan cho các vi khuẩn này tồn tại và phát triển trong ruột. Vì vậy khi mà lựa chọn men vi sinh thì nên chọn những men chứa cả hai cái thành phần này. Và Golden Lab, men vi sinh duy nhất được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, có chứa hai thành phần là vi khuẩn có lợi là probiotic và chất xơ hòa tan prebiotic, được bào chế theo công nghệ Lab Hybro, là công nghệ bào chế hiện đại nhất thế giới hiện nay. Với ba sự khác biệt này thì men vi sinh Golden Lab cho hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần các men vi sinh khác. Golden Lab giúp cải thiện hiệu quả táo bón, tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa kéo dài, viêm đại tràng mãn tính, giúp ổn định đường tiêu hóa cho bệnh nhân viêm loét dạ dày hoặc sau bữa ăn nhiều đạm hoặc là ăn phải thực phẩm không an toàn. Đồng thời cho tác dụng tăng cường hấp thu dưỡng chất, đặc biệt là tăng hiệu quả của canxi, giúp ăn ngon miệng. Men vi sinh Golden Lab rất an toàn, dùng được cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Quý vị có thể gọi tới số điện thoại hotline là 1900 1259 hoặc là 0896 509 509 để đặt hàng, nhận khuyến mại và tư vấn về bệnh lý sản phẩm. Xin được nhắc lại hai số điện thoại hotline là 1900 1259 hoặc là 0896 509 509. Hy vọng với sự tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải thì đã giúp cho quý vị có thêm kiến thức để bổ sung men vi sinh có hiệu quả, nâng cao sức khỏe cho bản thân. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lê Thị Hải đã tham gia tư vấn. Cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Golden Lab men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc do dược phẩm Vinh Gia phân phối. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sếp bị sao vậy ạ? Tôi bị đau trĩ, mấy bữa nay cứ ngồi là đau buốt chịu không có nổi. Anh tài xế tụi em bị sốt đấy mà, sếp uống anh chị Vương đi ạ. Giờ nặng rồi, uống còn được không? Sếp yên tâm, kiên trì từ 1 đến 2 tháng là ổn ngay. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trĩ Vương, bào chế từ các dược liệu thiên nhiên. An Trĩ Vương dùng cho người bệnh trĩ bị chảy máu, sa búa trĩ, viêm nứt hậu môn, hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch, làm dịu nhanh cơn đau rát khó chịu của bệnh trĩ, hỗ trợ giảm nguy cơ táo bón, dùng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Nay đã có thêm An Trĩ Vương gel, An Trĩ Vương xua tan nỗi lo bệnh trĩ táo bón, hiệu quả đã được chứng minh. Men vi sinh Golden Lab từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh.